Mục thần ký tập 425 đến 428, Thiên Tôn lệnh, Thiên Long Vương bị thi biến chúc các bạn xem video vui vẻ. Người là từ đâu trong nhận được món đồ này? Ánh mắt Tần Mục rời khỏi cái dương, dò hỏi, thiếu niên tinh ngạn thở phào một cái, nói, thời điểm nguyên giới phá phong ấn, ta thấy một chỗ di tích có phần cổ xưa, trong đó khắp bầu trời đều có thần hà, vì vậy ta tiến vào trong tìm kiếm, nhận được món đồ này, đám người xích minh thần tử, đồ tể đều tiến lên, chỉ có điều cái dương đã đóng lại bọn họ không có cách nào nhìn thấy trong dương rốt cuộc có cái gì tuy nhiên thế gian này bảo vật có thể làm cho tần mục động tâm không nhiều bình thường công pháp đế tọa gì đó cũng khó có thể khiến cho tần mục động tâm cứ bên trong dương nhất định là không thể coi thường được long kỳ lân tiến lên cà cà vào cái dương nói nhỏ huynh đệ tốt bên trong là cái gì vậy để cho ta xem một chút được không hồ linh nhi lại cố gắng búng vào một đường may của cái dương nhưng cái dương lại khép thật chặt không cho bọn họ nhìn di tích ngươi nhận được món đồ này ở nơi nào tần mục trầm giọng nói món đồ này đối với ta cũng không có tác dụng lớn chỉ có di tích kia với ta mới là địa phương quan trọng muốn ta cứu ngươi thì nói cho ta biết đó là nơi nào trong dương có bản đồ địa lý tinh ngạn nói chỉ cần cứu ta thứ trong dương và bản đồ địa lý thuộc về ngươi thậm chí nếu như ngươi không yên lòng ta có thể tự mình dẫn ngươi đi vào đó tần mục liếc nhìn hắn một cái khẽ gật đầu sau đó nói với phách sơn tế tử sư huynh cho ta mượn một chỗ ta làm cho phép tạo lại linh hồn phát sơn tế tử lập tức dọn sạch ly giang điện tần mục nhấc cái dương lên đi vào trong điện đặt cái dương ở bên cạnh tinh ngạn đi tới trong điện nhìn cái dương cái dương có thể tự mình đi nhưng tần mục vẫn cố chấp phải kéo theo rõ ràng thứ mình tìm được vô cùng quan trọng với tần mục nói rõ mình mang theo món bảo vật này đến tìm tần mục là đúng rồi trong điện phía sau lưng tần mục hiện ra cánh cửa thừa thiên làm phép ngưng tụ lại hồn phách đã tan vỡ của hắn tập mặc dù trước đây tinh ngạn là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần có thông minh tài trí hơn người, nhưng thời gian sống có hạn, hắn không có cách nào thành thần. Khác với Duyên Khang Quốc Sư vị thánh nhân của thời đại này, Duyên Khang Quốc Sư là bỏ hết tâm huyết của mình vào trong cải cách đổi mới Duyên Khang, thỏa thích thi triển ra hoài bão của mình, không quan tâm tới tính mạng của mình. Tinh ngạn lại bỏ hết tâm huyết vào việc làm thế nào để kéo dài tính mạng của mình trên. Hắn đi một nét bút nghiêng, giết rất nhiều cao thủ sắp thành thần, lấy những vị trí thân thể đã tu luyện tới trình độ chân thần của những cao thủ này ghép lại, duy trì trẻ tuổi cho mình. Sau đó, Nghiên cứu của hắn tiến thêm một bước, thậm chí cứng rắn cắt ra nguyên thần và cả hồn phách, mang tới linh và hồn của người khác, tới kết hợp lại với nguyên thần. Lâu ngày, tinh ngạn lại bị lạc đường, không biết đâu mới là mình, mà hồn phách thân thể của người khác, cuối cùng lại hạn chế thành tựu của hắn. Ở thời đại đạo pháp bùng nổ như hiện tại, hắn không có cách nào trở về bản ngã, lại sẽ bị đào thải. Đối với Tần Mục, tạo lại linh hồn cho hắn là quen việc dễ làm, cũng không tốn sức, dù sao tinh ngạn không phải là tồn tại như địa mẫu nguyên quân thiên âm nương nương vậy hơn nữa hắn cũng không lo lắng tinh ngạn có thể học được khiên hồn dẫn của hắn không có thân phận của thần tử u đô cũng đừng mơ tưởng tu thành cánh cửa thừa thiên chân chính càng mấu chốt hơn chính là không có quan hệ tốt với thiên công thổ bá đánh cắp lực lượng của bọn họ tới tạo lại hồn phách hơn phần nửa sẽ bị hai vị cổ thần này giết chết không lâu sau thì pháp kết thúc tinh ngạn ngồi xếp bằng cẩn thận cảm ứng hồn phách của mình trong lòng hắn xúc động vạn phần khó có thể nói lên lời tần mục lại mở cái dương ra trong dương có hàng loạt thân thể của thần nhân được xếp chỉnh tề ở trong không gian bên trong dương rất nhiều thần nhân này đều tu luyện tới bán thần thần cảnh còn có rất nhiều nguyên thần bị tinh ngạn lấy pháp môn kỳ lạ cố định ở nơi đó các loại nguyên thần đều có trăm kỳ ngàn quái các chủng tộc tuy nhiên thu hút ánh mắt của tần mục cũng không phải là những gì tinh ngạn thu thập tàng trữ mà là một khối lệnh bài bằng ngọc một khối lệnh bài tương tự với lệnh bài của mục thiên thôn cái dương phun tấm lệnh bài này ra lệnh bài rơi vào trong tay của tần mục Tần mục lật lệnh bài qua thấy trên lệnh bài sử dụng thần văn cổ xưa có khác một chữ tần, lệnh bài của tần thiên tôn. Năm đó, hắn cùng với ngư tam đa trở lại năm đầu Long Hán, ở trên thiên hà gặp phải khai hoàng, trên giao chỉ thình hội hai người một hồi đại chiến cây chấn động thiên đình. Ngư thiên tôn thấy hai người thần thông quảng đại, không tầm thường, vượt qua nhân tộc lúc đó, vượt qua cổ thần bán thần lúc đó, vì vậy tấu lên cổ thần thiên đế, xin phong thưởng cho hai người. Vì vậy cổ thần thiên đế phong thưởng hai người làm thiên tôn, tần mục dùng tên giả mục thanh bởi vậy phong hiệu là mục thiên tôn khai hoàng tần nghiệp dùng tên giả là tần khai bởi vậy phong hiệu là tần thiên tôn tần mục và khai hoàng đặt song song cùng bảy thiên tôn được gọi là cửu thiên tôn cổ thần thiên đế phong thưởng có thánh chỉ và lệnh bài hai người mỗi người có một phần chính vì hắn nhìn thấy được tấm lệnh bài này sau đó lập tức đáp ứng giúp tinh ngạn tạo lại linh hồn cho hắn tần mục lật lệnh bài của tần thiên tôn qua lại mấy lần sau đó thu vào trong túi thao thiết của mình hắn nhìn tinh ngạn lúc này bởi vì linh hồn của tinh ngạn được tạo lại linh hồn suy yếu, đang phát động huyền công nâng cao hồn phách của mình. Tần Mục lấy ra bản đồ địa lý trong dương, quan sát vài lần, bản đồ địa lý này là bản đồ địa lý của nguyên giới hiện tại, có quá nhiều địa phương xa lạ, hắn gần như không nhìn ra manh mối. Mặc dù có bản đồ địa lý, ta cũng cần tinh ngạn theo ta đi tới nơi đó. Tần Mục cất xong bản đồ địa lý lại đi ra khỏi ly giang điện, ngoài điện, đồ thể hóa thành một đường đao quang bay về phía chỗ hắn, cười nói, Mục Nhi, ngươi không phải muốn học thành quả cải cách của ly giang học cung sao, ta ở thiên đao viện chờ người tần mục thôi không suy nghĩ nữa cười nói đồ ra ra ngài sẽ bị ta đánh chết đồ tề cười ha ha đao quang rơi vào một cung điện trong học cung nơi đó là thiên đao viện xích minh thần tử mặc trang phục màu tím lắc mình rời đi chỉ còn âm thanh truyền đến thần tử u đô ta ở tạo hóa viện đợi ngươi đại giá lão nông đi ra ngoài thản nhiên nói võ đạo viện tới tìm ta chịu đòn đi sắc mặt của tần mục tối sầm vũ chiếu thanh cười tủm tìm nói tự nhiên viện thiếp thân xin đợi giáo chủ đại giá trong lúc nhất thời ban công thố hào khí vượt trời cười ha ha nói tần giáo chủ ta ở vu pháp thiên hành viện lĩnh giáo trước ly giang điện rất nhiều cường giả đều quay về viện của mình chờ tần mục tới khiêu chiến hồ linh nhi cũng hưng phấn cưỡi một đạo yêu phong rời đi vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ nói công tử ta ở yêu viện chờ công tử tới khiêu chiến tần mục gãi đầu một cái linh nhi hình như hiểu nhầm rồi ta là tới học thần thông ta lại không học được yêu pháp tuy nhiên khó có được một lần nàng hăng hái bừng bừng sau khi đánh nhau với các viện khác xong ta lại đi tới chỗ của nàng ngồi một chút để tránh cho tiểu nha đầu thương tâm tuy nhiên những thư viện của ly giang học cung này hình như đều là người rất khó trêu chọc đương nhiên ngoại trừ đại tôn ly giang học cung tổng cộng có hơn 20 tòa thư viện kiếm đạo viện ma đạo viện thần đạo viện mỗi nơi đều có sở trường riêng tần mục khiêu chiến từng nơi một mục đích của hắn là học tập thành quả cải cách của ly giang bởi vậy sử dụng công pháp thần thông của ly giang học cùng quyết đấu cùng các viện có thua có thắng thua thảm nhất chính là vu pháp thiên hành viện của ban công thố tần mục cùng ban công thố so tài về phương pháp chạy thoát thân thất bại thảm hại mặt mũi tần mục không giữ được muốn cùng hắn so tài vu pháp ban công thố căn bản không so tài cùng hắn thắng xong hắn lại bỏ trốn mất dạng không thấy tung tích thắng được thoải mái nhất là tạo hóa viện của xích minh thần tử ở trên thuật tạo hóa xích minh thần tử quả thật thua kém hắn cho dù tu vi thực lực của xích minh thần tử vượt qua hắn không biết bao nhiêu lần thư thái nhất chính là yêu viện của hồ linh nhi tần mục cùng hồ linh nhi đùa giỡn một lát lại cùng hồ tiên và một đám yêu quái uống tới say mềm hắn bị đánh vô cùng tàn nhẫn chính là ở chỗ võ đạo viện của lão nông sau khi tiến vào võ đạo viện sau tần mục lại bắt đầu chịu đòn mãi đến khi không đứng dậy nổi mà ô nhu nhất lại vẫn là thiên đao viện hai ông cháu đánh một chút dừng một chút đồ tể hoàn toàn nghiêm túc chỉ điểm đao pháp hắn tu hành hy vọng hắn có thể lấy đao nhập đạo khiến cho tần mục cảm thấy dường như con đang ở trong những năm tháng tại tàn lão thôn rất ấm áp đồ tể không điên có một sự hiền hòa của trưởng bối ngày hôm đó tinh ngạn đi ra khỏi ly giang điện nhìn về phía tần mục nói tần giáo chủ có thể xuất phát tần mục từ biệt mọi người hắn nhìn về phía đồ tể nói đồ ra ra ta đi chuyến này chỉ sợ có rất nhiều nguy hiểm đáng sợ làm ngự điền tạm thời ở lại chỗ này để cho hắn học tập đạo pháp của ly giang đồ ra gia ra nhất định phải chăm sóc hắn cho tốt không cần dạy hắn công pháp nhưng phải đốc thúc hắn tu luyện đồ tể lướt mắt nhìn tinh ngạn ta lo lắng về tiểu ngạn tử người này thủ đoạn độc ác ngươi một mình đi cùng với hắn chỉ sợ hắn sẽ xuống tay với ngươi mục nhi chó không đổi được tính ăn phân ánh mắt hắn nhìn ngươi không tốt ta nghi ngờ hắn muốn nhận được thân thể của ngươi tần mục thản nhiên nói tinh ngạn không làm gì được ta đồ tể vẫn cảm thấy không mấy yên lòng tần mục gọi long kỳ lân cùng yên nhi lên đường với tinh ngạn tinh ngạn lấy từ trong dương ra một con rồng thổi ra một hơi chỉ thấy con thần long này lập tức sống lại cưỡi mây đạp gió xuyên qua ở trong mây mù tốc độ cực nhanh tần mục ngồi ở trên đầu long kỳ lân long kỳ lân khống chế mây lửa chạy như điên đuổi theo thần long con vật này của tần giáo chủ có tốc độ tu luyện cũng không chậm tinh ngạn quay đầu xem ra rất kinh ngạc nói lần này tần giáo chủ cùng ta xuất hành không ngờ không có dẫn theo mấy người cao thủ thật ra đủ yên tâm về ta tần mục thản nhiên nói tinh ngạn năm đó người kinh tài tuyệt diễm thế nào ở thiên thánh học cung đánh một trận tàn lão thôn ta cùng cao thủ của duyên khang quốc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ có điều hiện tại đã khác bản lĩnh của ngươi đã không kinh diễm bằng trước vậy đi cùng với ngươi không cần các cao thủ khác tinh ngạn thản nhiên nói ngươi khinh thường ta ta tuy rằng ý thức được đường đi của mình sai nhưng cùng thế hệ trong thiên hạ vẫn khó có người nào là đối thủ của ta cho dù là tô kiếm thần gặp phải ta cũng sẽ thua kém hơn hai phần ngươi nên gọi theo mấy cao thủ bởi vì ngươi có lực hấp dẫn rất lớn đối với ta Ngươi thấy những thứ còn lại trong dương của ta, nói rõ ta vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua con đường lúc trước. Tần mục cười ha ha, nhân lúc hắn mở miệng cười to, Yên Nhi lại đút hắn một viên xích hỏa linh đan. Sắc mặt của tần mục tối sầm, hắn vừa muốn nhổ ra, nhưng không ngờ cảm thấy mùi vị của xích hỏa linh đan không tệ, quỷ thần xui khiến nuốt vào, thảo nào rồng béo rất thích ăn xích hỏa linh đan, hóa ra mùi vị lại tốt như vậy. Phi Phi, đây là của rồng béo, có Yên Nhi ở bên cạnh, dũng khí của hắn tăng lên 10 phần cho dù Long Kỳ Lân dùng hết sức chạy vội, suốt đêm đi gấp, bọn họ cũng tốn hai tháng mới đến được di tích cổ xưa mà Tinh Ngạn nói tới. Long Kỳ Lân hạ xuống, Tinh Ngạn theo chân Thần Long cũng từ từ rơi xuống đất, Thần Long dần dần thu nhỏ lại, bay vào trong dương. Tinh Ngạn dẫn theo cái dương, khẽ nói, chính là chỗ này, ta ở chỗ này cửu tử nhất sinh, suýt nữa không thể còn sống đi ra. Tần Mục nhìn về phía trước, nhưng hắn thấy một dãy núi thần đổ nát tuôn ra thần hà nồng đậm, sặc sỡ lóa mắt, trong thần hà này có tia sáng đang di chuyển hắn đang muốn nhìn kỹ, lại thấy có từng kiếm quang từ bên trong thần hà bay ra, kiếm quang từ trong thần hà phun ra ngoài, dài đến mấy chục dặm, có phải rất giống với kiếm pháp của ngươi hay không? Ở bên cạnh tần mục, tinh ngạn nói, ở bên trong này, ta đã nhận được lệnh bài chữ tần, lại gặp được kiếm pháp cùng loại với ngươi, cho nên cho rằng thứ này có thể khiến người động tâm. Tâm thần tần mục có chất chấn động, vô ưu kiếm lại khẽ phát ra tiếng động, tần mục cầm thanh vô ưu kiếm, thanh thần kiếm này mới chậm rãi phát ra tiếng động kiếm pháp của khai hoàng cùng kiếm pháp của ta quả thật có chỗ tương tự ta từ chỗ phụ thân học được một phần truyền thừa của vô ưu hương lại ở trên giao trì thịnh hội gặp được khai hoàng chắc hẳn hai bên đều có một chút ảnh hưởng hắn quan sát một lát chỉ thấy từng tầng ánh sáng vẫn chưa di chuyển di chuyển chính là hào quang khiến người ta tạo thành ảo giác tưởng ánh sáng đang di động phía trước bọn họ khắp nơi đều là thi thể xương cốt thi thể xương cốt thần ma cực lớn dài khắp núi đồi hào quang bềnh bồng xung quanh trên vài thi thể xương cốt vẫn đầy phù văn màu vàng Thời điểm thần hà thổi qua, trên những phủ văn sáng không ngừng nổ, sau đó lập tức bị chôn vùi ở trong thần hà. Trong lòng tần mục nghiêm lại, những thần hà này ẩn chứa uy năng đáng sợ, phòng toàn nơi đây, đây, đây. Ánh sáng là dấu vết kiếm pháp lưu lại ở bên trong không gian, hào quang cũng một loại dấu vết do thần thông lưu lại. Tinh ngạn cầm theo cái dương đi về phía trong mảnh di tích này, nói: Ngươi cẩn thận đuổi theo ta, mảnh di tích này không giống tầm thường, chúng ta cần phải đi ở trên những thần thông in vào không gian. Tần mục hơi ngần người ra đi ở trên thần thông in vào không gian. Hắn cũng từng tiến vào không ít di tích, bình thường đều tránh dấu vết thần thông, bởi vì những dấu vết thần thông này vẫn ẩn chứa uy năng khủng khiếp, va chạm và lại có khả năng bạo phát, giết chết người sắc nhập. Đi ở trên thần thông, chẳng phải là cách nguy hiểm nhất sao? Đúng vào lúc này, chỉ nghe một âm thanh cười nói, Mục Thiên Tôn, đã lâu không gặp, trong lòng tần mục thoáng động, hắn theo âm thanh nhìn lại, không khỏi tươi cười, từ phía xa vẫy tay, cười nói, Yến khắp linh tỷ tỉ, tỉ, lần trước từ biệt, ta thật sự rất nhớ dạo này tì tì có khỏe không tinh ngạn dừng bước lại nhìn về phía bên kia chỉ thấy một chiếc thuyền hoa từ trong không trung bay tới một đám thần nữ vây quanh một nữ tử đứng ở thuyền hoa đầu thuyền sau đầu của nữ hài kia có quầng sáng lưu truyền có vẻ thần thánh không tầm thường hào quang này cũng không phải là là mà hình dẫn theo rất nhiều kỳ diệu hoa văn tinh ngạn cũng không biết nàng nhưng ánh mắt nhất thời sáng lên khen nữ tử này đáng để thu thập tàng chữ tần mục nói đệ tử của cổ thần thiên đế bản lĩnh không chênh lệch với ta là mấy, tất nhiên đáng để thu thập, tàng trữ. Tuy nhiên, nữ tử bên cạnh nàng lợi hại, bản lĩnh cao thâm không lường được. Yến Cấp Linh đã đến mảnh di tích này, thuyền hoa dừng lại cách tần mục trừng trăm trượng. Yến Cấp Linh cùng một đám nữ tử rời khỏi thuyền, từ trên thuyền còn có một vị thiếu niên đi xuống, tuổi tác của hắn không khác với Yến Cấp Linh, sau đầu cũng có một hào quang, lẽ nào thiếu niên này cũng là đệ tử của thiên đế sao? Tần mục thầm nghĩ, tinh ngạn cũng chú ý tới thiếu niên này, khen, người này cũng đáng để thu thập tàng chữ yến khắp linh cười nói lần trước bị mục thiên tôn đánh bị thương tiểu muội tốn một khoảng thời gian rất dài mới phục hồi lại như cũ thiên tôn bệ hạ rất tức giận ngươi ngươi trêu chọc bệ hạ đưa chúc phúc của bệ hạ cho một con lợn rừng đen bệ hạ cùng con lợn rừng đen kia hàn huyên rất lâu lúc này mới phát hiện ra manh mối hắn đã nổi trận lôi đình mắng ngươi rất lâu nàng phi cười nhưng sắc mặt người thiếu niên bên cạnh lại thật sự không dễ nhìn trầm giọng nói sương muội hắn sỉ nhục bệ hạ tội đáng chết vạn lần nguội còn nói cười với hắn sao yến khắp linh khẽ nói mộ thu sư huynh bệ hạ còn cần hắn làm việc cần phải lưu lại tính mạng hắn sắc mặt của vị thiếu niên kia vẫn khó coi cười lạnh nói sỉ nhục bệ hạ tội khó thoát tần mục dương dương đắc ý cười nói bệ hạ muốn khống chế ta ta tự nhiên phải đề phòng một chút đúng rồi con lợn rừng đen kia có khỏe không yến khắp linh lắc đầu nói bệ hạ rất căm tức sai người đi bắt con heo yêu này nhưng heo yêu này lại thông minh cơ trí, dẫn theo một nhà già trẻ chạy mất. Bệ hạ vẫn than tiếc nói, con heo yêu này rất giả hoạt, sớm hay muộn sẽ mượn chúc phúc của hắn biến thành nhân vật xuất sắc, sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của ngài. Mục thiên tôn đi tới nơi đoạn thần cốc làm cái gì? Ở đây là đoạn thần cốc, tần mục mừng rỡ, vội vàng lấy ra bản đồ địa lý của tinh ngạn, ở trên vị trí của đoạn thần cốc viết tên lên, cười nói, cảm ơn Yến khắp linh tỷ tỷ, Yến tỷ tỷ, thương thế của địa mẫu nguyên quân thế nào? Lúc này, Yến Khắp Linh mới biết hắn căn bản không biết nơi đây tên là gì, nàng còn chưa kịp nói, đột nhiên mặt đất nứt ra, sơn mạch trải dài không ngừng từ dưới nền đất chui ra, hơn 10 vị thần nhân đứng ở trên một đỉnh núi, gào thét lao đến, là phiền mục thiên tôn đã hỏi thăm, địa mẫu nguyên quân hiện tại rất tốt, một âm thanh vang dội như sấm nổ truyền đến, tần mục nhìn về phía trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện, lại thấy dẫn đầu chính là một lão long vương có lông mày rũ xuống, mắt mở, nhưng khép mở lại bán ra thần quang ồm ồm nói, địa mẫu rất nhớ các hạ chờ các hạ trở lại tạo hồn cho địa mẫu trong lòng tần mục nghiêm lại lão long này chính là lão long vương ở địa mẫu địa cung trước kia là tồn tại nổi danh cùng phượng thu vân phượng thu vân bị quỷ thuyền mang đi đến nay không biết tung tích địa mẫu nguyên quân lại bị một địa mẫu khác tổn thương lại bị thư sinh từ hầy tổn thương sau đó đánh đến kinh thành duyên khang lại bị vũ đấu thiên sư rửa trà và thiên vương minh đô điền thục tổn thương đến nay không có động tính long kỳ lân vui vẻ nói thế long vương còn nhớ rõ tiểu đệ không sắc mặt con rồng già này tối sầm giả vờ không nhìn thấy hắn long kỳ lân sử dụng linh đan hối lộ hắn cùng hắn xưng huynh gọi đệ ở trong địa cung lan lộn nhận được không biết bao nhiêu lợi ích đây là vết nhớ lớn trong cuộc đời của hắn hắn tất nhiên không muốn nhắc tới chuyện này thiên long vương nói mục thiên tôn đoạn thần cốc không phải là địa phương ngươi có thể tới vì lý do an toàn cho thiên tôn thiên tôn vẫn nên đến chỗ của ta ta dẫn ngươi đi gặp địa mẫu ánh mắt mộ thu bạch sáng như tuyết nhìn về phía thiên long vương nói Mục Thiên Tôn nhất định phải theo chúng ta trở về. Thiên Long Vương, vẫn mời ngươi trở về đi. Đôi mắt mở đục của Thiên Long Vương đột nhiên lộ ra hung quang, sát khí lẫm liệt. Tần Mục cười ha ha nói, các ngươi đều muốn ta đi gặp địa mẫu, nhưng địa mẫu có hai người, ta rốt cuộc đi gặp ai đây? Hay là chờ hai vị địa mẫu phân ra thắng bại sinh tử, ta lại đưa ra quyết định đi. Thiên Long Vương hừ một tiếng, mộ thu bạch đạo, Thiên Long Vương, ngươi là trung thành với thiên đế, hay trung thành với địa mẫu? Thiên Long Vương thản nhiên nói, ta chỉ biết địa mẫu, không biết thiên đế ai dám ngăn cản con đường của địa mẫu ta lại giết người đó tinh ngạn nhìn bốn phía xung quanh một chút đường lui của bọn họ đã bị hai nhóm cường giả này phá hỏng chỉ còn lại có con đường tiến vào đoạn thần cốc này đột nhiên ở nơi đây xuất hiện rất nhiều cường giả khiến cho hắn cũng cảm thấy vướng tay vướng chân đột nhiên yến khắp linh cười nói các vị chúng ta đều đến vì đoạn thần cốc đến cũng không phải là vì tranh đoạt mục thiên tôn hiện tại cần gì phải ra tay nếu đã đến vì đoạn thần cốc như vậy nên thăm dò đoạn thần cốc trước đã ý của thiên long vương thế nào thiên long vương rõ ràng cũng có sự đố kỵ hắn gật đầu dẫn theo rất nhiều bán thần từ trên núi đi xuống đột nhiên thân thể hắn chấn động từng sợi dâu rồng trắng như tuyết bay về phía sau vù vù đâm xuyên qua một chư thiên thế giới chư thiên kia bị dâu rồng của hắn tách ra chỉ thấy vô số hỏa long nha từ trong thế giới chư thiên bay ra lao về phía đoạn thần cốc thăm dò cấm địa này hắn cũng không dám nắm chắc cho nên hắn để cho hỏa long nha dò đường những hỏa long nha này miệng rồng đầu quạ đuôi giống cánh quạ, dài chừng 5-6 trượng, chúng là bán thần có huyết mạch long tộc có số lượng rất nhiều. Yến khấp linh vào một thị nữ bên cạnh mộ thu bạch lấy ra một cánh cửa, đứng ở trên trên đất bằng, nữ tử kia tay nắm lấy chốt cửa, mở cánh cửa này mở, phía sau cánh cửa không ngờ cũng là một thế giới chư thiên, bên trong có rất nhiều bán thần có cánh chim bay ra, lao về phía đoạn thần cốc, tinh ngạ lắc đầu cười lạnh, những kẻ ngu xuẩn chỉ biết là sử dụng tính mạng chất đống, không chút đầu óc, không biết sống chết những bán thần có cánh chim và hỏa long nha bay đến trong con đường tiến vào di tích đoạn thần cốc lại thấy mỗi một con đột nhiên biến thành xương trắng đều rơi xuống đất nhưng lại có không ít hỏa long nha và bán thần cánh chim sống sót đi sâu vào đi tới chỗ chân núi của đoạn thần cốc đám người yến khắp linh thiên long vương thăm dò đường đi xong đều lên đường tiến về phía đoạn thần cốc tần mục nhìn về phía tinh ngạn tinh ngạn thản nhiên nói con đường kia là con đường chết đường sống thật sự lại ở dưới chân chúng ta chú ý dưới chân duy trì độ cao cùng chân của ta đầu không nên cao quá đầu ta tần mục vội vàng nhấc chân cúi đầu long kỳ lân cũng cuống quyết thu nhỏ hình thể lại biến thành kích thước hơn trượng thân cao không có vượt quá tinh ngạn yên nhi thấp hơn tinh ngạn một ít đột nhiên hóa thành một con thanh tước đứng ở trên vai của tần mục tinh ngạn lấy ra một linh binh tính toán lớn đánh cho vô số ký hiệu biến đổi tính toán một hồi lúc này mới bước chân ra linh binh tính toán này quả thực giống như của ta vậy sắc mặt tần mục cổ quái thầm nghĩ tinh ngạn sao chép linh binh của ta Tinh ngạn bước ra một chân, đột nhiên chỉ thấy từng tầng ánh sáng kia bắn ra, một đạo kiếm quang dài đến mấy chục dặm lao tới mặt, kiếm khí dồi dào, khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Đạo kiếm quang này khủng khiếp như vậy, một đường xuyên thủng mấy chục hào quang năm màu rực rỡ, nó đi qua nơi nào, không gian được mở ra, kiếm quang ẩn chứa uy năng cực lớn, dường như có thể bẻ gãy nghiền nát tất cả. Đừng nói tinh ngạn tần mục không chống đỡ được đạo kiếm quang này, sợ rằng cường giả cảnh giới học kinh bình thường cũng sẽ bị một kiếm giết chết đạo kiếm quang này vừa vặn đi tới dưới chân bọn họ khiến cho bọn họ chỉ cảm thấy giống như bị vô số kiếm quang rất nhỏ xuyên qua thân thể có một loại cảm giác rất đau đớn tuy nhiên cổ quái chính là kiếm quang vẫn chưa tổn thương đến bọn họ khiến cho bọn họ có cảm giác đau đớn chính là kiếm ý ẩn chứa trong một đường kiếm quang này tinh ngạn đạp lên kiếm quang bước chân nhanh hơn trầm giọng nói tốc độ nhanh một chút rất nhanh đạo kiếm quang này lại sẽ thu hồi đi tần mục vội vàng dẫn theo long kỳ lân đuổi theo bước chân của hắn mà phía dưới đám người yến khắp linh Mộ Thu Bạch cùng Thiên Long Vương đều ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Mục Tinh ngạn dẫn theo Long Kỳ Lân chạy ở trên đỉnh đầu của bọn họ, trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ, kiếm quang này không phải là sát trận của đoạn thần cốc, mà là một cây cầu sao, xung quanh bọn họ còn có rất nhiều bán thần không ngừng tan rã ở trong thần hà, đi tới một hồi bọn họ lại hóa thành một đống xương trắng rơi xuống, mọi người có cảm giác vô cùng áp lực, Yến Khấp Linh vội vàng phóng người nhảy dựng lên, nhảy đến trên cầu kiếm, nói, ở đây an toàn, những người khác đều nhảy lên đột nhiên có sáu bảy người thân thể khá cao vừa nhảy đến trên cầu kiếm lại thấy đầu không cánh mà bay còn có người bị gọt đi mất nửa cái đầu trông vô cùng khủng khiếp cẩn thận cầu kiếm này chỉ có thể bảo vệ ở độ cao bảy thước cúi người xuống thiên long vương vội vàng hô to đợi đến khi bọn họ rơi vào trên cầu kiếm tần mục cùng tinh ngạn đã đi tới cuối cầu kiếm này trước là đoàn ánh sáng phía sau ánh sáng một vách núi có một cầu nổi nối liền với bờ bên kia của vách núi tinh ngạn từ trên kiếm quang nhảy xuống vừa vặn rơi vào trên cầu nổi tần mục cũng vội vàng nhảy xuống hắn vừa rơi vào trên cầu nồi lại nghe ong một tiếng đạo kiếm quang kia bỗng nhiên thu tia sáng đỉnh đầu bọn họ thần hà bị kiếm quang chặt đứt lại một lần nữa khép lại đám người yến khắp linh vừa nhảy vào trên cầu nhất thời dưới chân không còn trong lòng bọn họ thầm nghĩ không xong đã thấy thần hà khắp bầu trời vọt tới lui ra ngoài thiên long vương kiên quyết quát mọi người đều lùi lại về phía sau lại có mấy người chạy chậm lại hóa thành xương trắng ngã trên mặt đất mọi người chạy ra khỏi đoạn thần cốc mộ thu bạch lại một lần nữa mở ra cánh cửa này để cho càng nhiều bán thần cánh chim bay ra ngoài quát lộ ra cầu kiếm kia vua cầu kiếm lại hiện ra chém tới hàng trăm bán thần cánh chim lưu lại một bãi thi thể mộ thu bạch cuối cùng xác định phương vị chính xác của cầu kiếm mà ở trên cầu nổi bên vách núi tinh ngạn lắc đầu nói những tên này chỉ biết dùng mạng chất đống tân mục cười nói người chết mấy cái mạng như vậy mới tìm được đạo cầu kiếm kia tinh ngạn im lặng cố nén kích động muốn đánh chết hắn Bọn họ đi tới đỉnh núi đối diện, sau vách núi là một sơn cốc, xung quanh sơn cốc là vách đá chót vót với từng sợi dây xích nối liền bốn phương tám hướng, treo một cái quan tài, quan tài dựng thẳng, phía dưới lại một cái giếng đát. Tần mục nhìn về phía cái quan tài này, quan tài được dựng thẳng trên không trung, không có tiếp đất, xung quanh tràn ngập hào quang xoay quanh cái quan tài và miệng giếng đá này, rất yên tĩnh, tất cả mọi thứ nơi đây dường như dừng lại, không nghe thấy những âm thanh khác, quan tài đen như mực treo ở nơi đó, đối diện với miệng giếng hào quang là từ trong giếng phun ra, rất nhẹ, rất nhạt. Tần mục nghi ngờ nói, tinh ngạn, quan tài vẫn chưa mở ra, như vậy ngươi nhặt được lệnh bài ở đâu? Quan tài bị sợi dây xích cuốn lấy, vẫn chưa mở ra, trong sơn cốc này ngoại trừ cái quan tài và miệng giếng này ra, không còn vật gì khác. Bởi vậy hắn cảm thấy không hiểu, tinh ngạn thả cái dương xuống, cạch một tiếng cái dương mở ra, lệnh bài là đặt ở đỉnh quan tài, tinh ngạn không biết thi triển pháp môn gì. Chỉ thấy trong dương có từng thân thể bán thần tự động từ trong dương nhảy ra, cái dương có chút bất an, cục cục nhảy tới nhảy lui, muốn nuốt những thần nhân này vào trong dương. Sau một lúc lâu, xung quanh tần mục lại có trên dưới 100 vị thần nhân đang đứng. Những thần nhân không có khí tức, tất cả đã bị tinh ngạn luyện hóa, hai tay tinh ngạn dựng thẳng lên kiếm chỉ, di chuyển giống như quỷ mị, điểm một cái mi tâm của từng vị bán thần, sau đó lập tức đứng thẳng bất động, mở, mi tâm của hắn đột nhiên tách ra, lộ ra một con mắt tối tăm, con mắt này lan lông lốc một vòng, từng vạch đen từ trong con mắt đen này bắn ra, giống như làn khói trên không trung chui vào mi tâm của những bán thần này pháp thuật của udo tần mục kinh ngạc con mắt dựng thẳng ở mi tâm của tinh ngạn này có phần giống như con mắt thứ ba của hắn đều dùng để khống chế lực lượng udo chỉ là con mắt này của tinh ngạn vẫn rất sơ cấp còn xa mới tinh diệu bằng được con mắt thứ ba của tần mục nhưng thần thông udo của tinh ngạn lại có khiến cho mắt của người ta nhất thời sáng lên giáo chủ hắn đang bắt trước theo người long kỳ lân nói nhỏ tần mục lặng lẽ nói không nên nói mò tuy nói như vậy nhưng hắn có chút cảnh giác con mắt dựng thẳng ở mi tâm tinh ngạn quả thật đang bắt trước theo hắn Nói rõ tinh ngạn vô cùng coi trọng thân thể của tầng mục Bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim Lấy tính tình của tinh ngạn, nhìn chúng thứ gì lại nhất định phải thu vào tay Điều càng làm cho tâm hắn kinh sợ chính là từ trong dương của tinh ngạn nhảy ra những vị bán thần vô cùng cường đại Bọn họ đều là tồn tại cảnh giới chân thần Bị tinh ngạn bắt đi luyện tới chết Có thể thấy được thực lực của tinh ngạn là đáng sợ đến mức nào Tinh ngạn làm phép xong đột nhiên một vị bán thần mở miệng to như chậu máu nuốt một vị bán thần trước người trong lòng tần mục nhất thời kinh sợ lại thấy một vị bán thần khác cắn nuốt vị bán thần này sau đó lại bị một vị bán thần phía sau cắn nuốt trong chớp mắt trên dưới 100 vị bán thần này lại chỉ còn lại có một người loại tình huống này lại giống như cá lớn ăn cá bé lập tức bị cá lớn hơn nữa ăn mất vị bán thần còn sót lại này lập tức phóng người nhảy lên từ đỉnh núi chạy như điên xuống lao thẳng đến miệng giếng phía dưới chiếc quan tài treo trên cao kia vị bán thần này chạy một hồi máu thịt trên người không ngừng rơi xuống chỉ kịp vò tới giữa sườn núi lại bị uy năng của ánh sáng trong thần hà hóa thành xương trắng chạy nhanh nhưng vào lúc này xương trắng nổ tung lại có một vị bán thần từ trong xương trắng lao ra tiếp tục chạy như điên rất nhanh lại bị hào quang hóa thành xương trắng xương trắng lại một lần nữa nổ tung vị bán thần thứ ba lao ra sau đó là vị thứ tư vị thứ năm những bán thần từ trong xương trắng xuất hiện giống như là thức sức sông về phía cái giếng sắc mặt tinh ngạn có chút khẩn trương trong miệng đếm từng số, đợi cho hắn đếm tới 107, một vị bán thần cuối cùng vọt tới bên cạnh giếng, lập tức ở trong hào quang nồng đậm hóa thành xương trắng. Bán thần xương trắng này phóng người nhảy lên một cái, đã rơi vào trong giếng, trong giếng truyền đến một tiếng bịch khẽ, tinh ngạn thở phào nhẹ nhõm, nhắc cái dương lên nói, một đạo kiếm cầu khác lại sắp xuất hiện, theo sát ta, hiện tại, nhảy, trong miệng giếng này đột nhiên có ánh sáng từ từ bay lên, đó là hình thái của một đường kiếm quang không có thực chất đạo kiếm quang này lơ lửng ở trên không trung mũi kiếm chỉ xuống phía dưới trèo ở nơi đó đột nhiên kiếm quang thoáng động bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện vô số thanh kiếm giống như trải đường kiếm quang chấn động lại có vô số thanh kiếm lót đường trong phút chốc vô số thanh kiếm hiện ra khắp đoạn thần cốc trong nháy mắt khi tinh ngạn nói tần mục nhảy hắn đã phóng người nhảy lên long kỳ lân chậm hơn một bước nó còn chưa tỉnh ngộ lại lập tức bị tần mục sách lên vua từng miếng kiếm quang trải ra ở dưới bàn chân của bọn họ tinh ngạn nhẹ nhàng hạ xuống giẫm lên trên ánh kiếm trầm giọng nói kiếm quang phủ kín sơn cốc này sẽ lại nhanh chóng biến mất chìm vào trong giếng chúng ta đi mau tần mục vội vàng dẫn theo long kỳ lân nhanh chóng đi tới trước cái quan tài treo kia tinh ngạn phóng người nhảy đến trên quan tài treo nói nơi này là nơi duy nhất an toàn đột nhiên kiếm quang khắp sơn cốc chợt thu lại xuống trong kiếm quang treo ở trên miệng giếng đạo kiếm quang kia chậm rãi chìm vào trong giếng biến mất hào quang lại hồi sinh bao phủ cả sơn cốc xung quanh quan tài treo lại không có hào quang loại hào quang này vô cùng quỷ dị đi vào trong hào quang thân thể lại không ngừng tan rã bị chết vô cùng thê thảm mà vào lúc này đám người yến khắp linh mộ thu bạch và thiên long vương chạy tới trên vách núi từ phía xa nhìn về phía đám người tần mục mỗi người đều nhíu mày mộ thu bạch đứng trên cánh cửa mở cửa ra thiên long vương liên tục gầm lên giận dữ từng dâu rồng bay về phía sau chỉ nghe không trung truyền đến âm thanh nặng nề áp lực không gì sánh được lại lão long vương lấy mà lực vô cùng không ngờ mạnh mẽ kéo hỏa long nha từ chỗ thế giới chư thiên kia qua bọn họ dụng tính mạng trồng chất nói không chừng có thể trồng đống ra một con đường kích phát kiếm trong giếng tuy nhiên không biết sẽ phải chết bao nhiêu người mới có khả năng đi tới nơi này ánh mắt tinh ngạn chớp động nhìn về phía tần mục nếu đổi lại thành tần giáo chủ đi tới nơi này không có ta dẫn đường ngươi làm thế nào phá được niêm phong ở đây tần mục suy nghĩ một lát nói ta sẽ cố gắng tìm kiếm ảo rượu thần thông ẩn chứa trong ánh sáng ở đây sau đó phá giải nếu có thể nhận được thần thông trong hào quang những hào quang đó lại không thể gây thương tổn được tới ta tinh ngạn mỉm cười ngươi vẫn không thừa nhận ngươi không bằng ta lệnh bài chính là nhặt được ở trên cái quan tài treo này ngươi cúi đầu nhìn đi tần mục cúi đầu nhìn lại hơi ngần người ra đỉnh quan tài này rất rộng rãi có phạm vi bốn bước bọn họ đứng ở chỗ này cũng không có vẻ gì chật trội đỉnh quan tài có khác rất nhiều hoa văn tuyệt đẹp ngoài việc đó ra còn có một hàng chữ nhỏ bên cạnh chữ nhỏ là một vết lõm vừa vặn có thể đặt vào lệnh bài thiên tôn vào tần mục đọc xong nói gặp tần mục lại mở hắn ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn tinh ngạn hóa ra ngươi lấy lệnh bài cho ta không hoàn toàn là sử dụng lệnh bài đổi lấy tính mạng của ngươi mà vì dẫn ta đến đây giúp ngươi mở cái quan tài treo này tinh ngạn ngươi rất thông minh cơ chí nhất tiễn xong điêu ngươi vẽ bản đồ địa lý cho ta ta không có cách nào hiểu được chắc hẳn ngươi cũng động tay chân trên địa lý đồ cố ý khiến cho ta xem không hiểu không thể không để cho ngươi dẫn theo ta đến đây tinh ngạn tươi cười vỗ tay cười nói ngươi tỉnh ngộ cũng đã muộn hiện tại ngươi đã đến nơi này vậy có thể làm sao trước đây lúc ta đến nơi này nhận được tấm lệnh bài kia lại nhìn thấy được trên quan tài có tên của ngươi ta cho dù sử dụng lệnh bài chữ tần cũng không có cách nào mở ra cái quan tài này vì vậy liền nghĩ chỉ có ngươi có khả năng sử dụng tấm lệnh bài này mở ra quan tài treo bởi vậy ta lại tìm tới ngươi hai người bọn họ đứng ở trên quan tài treo phía dưới là vô số hỏa long nha và bán thần cánh chim điên cuồng trào về phía cái giếng dưới quan tài treo nhưng nhưng ở trong hào quang máu thịt của chúng đều tan rã biến thành vô số xương trắng dù vậy vẫn có vô số hỏa long nha và bán thần cánh chim chạy như điên về phía cái giếng chỉ thấy phía dưới xương trắng càng ngày càng chất đống thật cao rào rào lăn về phía trước không bao lâu xương trắng trồng chất lại sẽ lan đến miệng giếng đoạn thần cốc cũng không lớn bốn bề đều là núi tham dò một lần cũng không khó nhưng ta lại nhận thấy được đoạn thần cốc chỉ là lối vào bảo tàng chân chính. Tinh ngạn nhìn chăm chăm vào tần mục, ung dung nói, tần giáo chủ nên tranh thủ thời gian, bằng không những cường giả kia chất đống mấy chục vạn tính mạng, cũng có thể kích phát ra kiếm quang trong giếng. Tinh ngạn, nếu như ngươi sử dụng thông minh tài trí của ở trên chính đạo, thành tựu của ngươi sẽ không thua kém duyên khang quốc sư. Đáng tiếc, ngươi bao giờ cũng sử dụng sự thông minh ở trên con đường tà đạo. Tần mục lắc đầu, lấy ra lệnh bài của mục thiên tôn, thản nhiên nói, lệnh bài chữ tần ngươi nhận được ta không cần đến phía trên quan tài này có hai chữ tần mục chính là chỉ hai người một là ta một người khác chính là chủ nhân của lệnh bài chữ tần đánh mở cái quan tài này cần phải bản thân ta tự mình vận dụng lệnh bài của mình là được hắn đặt lệnh bài ở trong vết lõm hắn vừa đặt vào xương trắng phía dưới đã chất thành núi đến bên cạnh miệng giếng lập tức có mấy xương trắng rơi vào trong giếng trong giếng đạo kiếm quang kia lại một lần nữa dâng lên treo ở phía dưới quan tài lệnh bài của mục thiên tôn đặt vào vết lõm nhưng thấy sợi dây xích run rẩy ầm một sợi dây xích mở ra rũ xuống tiếp theo lại là một sợi dây xích được cởi ra tần mục đứng ở trên đỉnh của quan tài treo quan tài treo bắt đầu lay động từng sợi dây xích tự động mở ra vào lúc này kiếm quang phía dưới đột nhiên bạo phát phủ kín đoạn thần cốc đám người thiên long vương yến khắp linh và mộ thu bạch lập tức đạp lên trên kiếm quang chạy như bay về phía quan tài treo cuối cùng tất cả sợi dây xích được mở ra hết quan tài treo chợt lún xuống dưới chân tần mục trống rỗng hắn cùng long kỳ lân tinh ngạn vù vù rơi xuống trước mắt là một mảnh tối tăm chúng ta rơi vào trong quan tài treo này bảo vai hắn đau đớn đó là do thanh tước yên nhi bám trên đầu vai lúc này không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương móng chim bấu chặt vào máu thịt của hắn tần mục vội vàng vỗ nhẹ vào vào lưng của yên nhi lúc này thanh tước mới tỉnh lại thả lòng móng chim bọn họ còn đang rơi quan tài treo này thoạt nhìn không lớn nhưng không gian bên trong lại thực sự kinh người tần mục ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên đỉnh quan tài treo có ánh sáng hình tứ giác tiếp theo ánh sáng chợt tối sầm lại lại có mấy người nhân lúc quan tài treo còn chưa khép kín cũng vọt vào mấy người kia nhảy vào quan tài treo trong nháy mắt quan tài treo đã khép kín tóm bên ngoài truyền đến tiếng rơi xuống nước trong lòng tần mục thoáng động quan tài treo này rơi vào trong giếng quan tài treo dựng thẳng lên rơi vào trong giếng chìm về phía đáy giếng cho dù là ở trong quan tài treo tối tăm không hề có ánh sáng bọn họ cũng có thể cảm giác được tốc độ của quan tài treo rơi xuống càng lúc càng nhanh không chỉ có như vậy bọn họ ở trong quan tài cũng không ngừng rơi xuống quan tài treo này có chiều sâu kinh người cuối cùng tần mục nhìn thấy được phía dưới có tia sáng chuyển đến hắn vội vàng phát động pháp lực ổn định thân hình không bao lâu chân hắn chạm đất hắn ngẩng đầu nhìn lên nhưng thấy trong quan tài treo này không ngờ có một tòa bát rác đình nghỉ mát đình nghỉ mát rác tám ngọn đèn lồng ngọn đèn yếu ớt tinh ngạn trong lòng rét lạnh thận trọng đình nghỉ hắn không có tiến lên quan tài treo này quá quỷ dị không có thi thể khủng khiếp gì chỉ có một đình nghỉ mát nhưng hắn cũng không thể không hành sự cẩn thận đình nghỉ mát có tia sáng nhưng xung quanh lại hoàn toàn tối tăm ai biết từ trong bóng tối có thể chợt nhảy ra một thi thể lông xanh hay không tần mục lại đi về phía trước đi tới trong đình chỉ thấy bên trong đình có một chiếc bàn đá bốn cái ghế đá trên bàn đá đặt hai chén trà một bình trà một chén trà trong đó để không một chén trà khác lại được rót đầy nước trà màu xanh có hơi nóng bốc lên tần mục ngồi ở có trà này một bên hai tay nâng lên chén trà chắp tay về phía đối diện đầu cúi xuống trào về phía không khí hắn ngẩng đầu lên trong lòng xúc động vạn phần thời điểm chúng ta gặp lại ngươi gọi ta là sư đệ ta cuối cùng là hung dữ với ngươi ngươi còn trách ta cao ngạo ngươi không biết chúng ta cách hơn một trăm đời nhưng ta lại biết sau đó ngươi lại một lần nữa gặp phải như bôn như tam đa hẳn người đã biết ngươi lưu lại chén trà này là muốn cùng ta đối ẩm sao tinh ngạn đi tới lạnh lùng nói tần giáo chủ trà ở đây ngươi cũng dám uống sao cẩn thận có độc tần mục ngửa đầu uống một hơi cạn sạch cảm xúc dâng trào trà trà lúc đầu chát càng về sau càng ngọt vẫn ấm áp dường như người đối diện uống trà rót cho hắn một chén trà này xong vừa mới đứng dậy rời đi sắc mặt tần mục phức tạp buông chén trà xuống hắn cầm ấm trà rót đầu chén không đối diện lại tự rót cho mình một chén khẽ nói ta rất hy vọng ngươi có thể ngồi ở đối diện của ta chúng ta đối ẩm đáng tiếc ngươi không ở nơi này hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch mặc dù là trà nhưng hắn có chút cảm giác hơi say một mình uống khẽ nói ngươi sẽ trở về sao? tuy rằng phía đối diện không rỗng nhưng tinh ngạn vẫn không dám ngồi xuống mà đứng ở bên ngoài đình nghỉ chân lúc này yến khắp linh mộ thu bạch cùng mấy thị nữ hạ xuống mấy thị nữ cảnh giác quan sát xung quanh thiên long vương cũng dẫn theo mấy vị cường giả dưới quyền điện mẫu đáp xuống trong mắt mấy cường giả này đều có thần quang bạo phát tìm kiếm xung quanh xem có nguy hiểm hay không ánh mắt của yến khắp linh mộ thu bạch và thiên long vương lại đồng thời rơi vào trên người tần mục đang ở bên cạnh bàn đá một mình uống trà thanh tước ở đầu vai tần mục bay lên rời ở trên băng đá bên cạnh hóa thành một thiếu nữ động lòng người cầm ấm trà rót trà cho tần mục nàng lại nâng chén trà lên đưa đến bên miệng tần mục tần mục ở bên cạnh mỹ nhân dựa sát vào nhau có vẻ hơi phóng đãng đoạn thần cốc che giấu một bí mật rất lớn mộ thu bạch đột nhiên nói sư huynh muội chúng ta tuân lệnh thiên đế bệ hạ tới thăm dò nơi đây thiên long vương người chắc là nhận lệnh của địa mẫu nguyên quân đi địa mẫu nguyên quân ở nguyên đô đã lâu bí mật của đoạn thần cốc tất nhiên không lừa gạt được nàng thiên long vương im lặng một lát nói địa mẫu nói cho ta biết ở đây chôn cất một vị thiên tôn bởi vậy lệnh cho ta đến đây tìm được vị thiên tôn này đột nhiên tinh ngạn xoa mũi nghi ngờ nói các ngươi đến đây tìm kiếm vị thiên tôn đã qua đời này có dẫn theo một người nào khác hay không mọi người hơi ngẩn người tinh ngạn nói ta ngửi được khí tức của một người khác chẳng lẽ có người nhân lúc các ngươi tiến vào quan tài treo đồng thời lén theo sau lưng các ngươi tiến vào hắn vừa nói ra lời này mọi người cũng lập tức cảm giác được trong quan tài treo này còn có một người, bọn họ không khỏi khẩn trương, bọn họ đều là cường giả xuất sắc, ai có thể lén đi theo sau lưng bọn họ mà ngay cả bọn họ cũng không có cách nào phát hiện ra, mọi người không cần khẩn trương, trong bóng tối truyền tới một tiếng cười, tiếng cười tiến sát về phía đình nghỉ mát, dần dần có gương mặt một người tuổi còn trẻ được ngọn đèn trong đình nghỉ mát soi sáng, đó là một khuôn mặt quen thuộc, trên mặt tươi cười, nhìn về phía mọi người bao quanh thở dài, cười nói, ta cũng không có ác ý ta chỉ là đến đây thăm người quen cũ. vút chén trà trong tay tần mục đột nhiên nổ tung nước trà văng ra khắp nơi lồng người của hắn phập phồng kịch liệt gương mặt từ trong bóng tối hiện lên chính là ngự thiên tôn ngự thiên tôn giống hệt với lam ngự điền ngự thiên tôn yến khắp linh kinh ngạc kêu lên nàng nhìn người mới tới trên mặt nàng lộ ra vẻ khó tin nàng lập tức quay đầu lại nhìn về phía tần mục nàng đã từng nhìn thấy ngự thiên tôn ngự thiên tôn đi theo bên cạnh của tần mục đó là một thiếu niên hơi mập nàng còn từng vì muốn dẫn đi ngự thiên tôn mà ra tay đấu một trận ác liệt với tần mục thiếu chút nữa giết chết tần mục nhưng cuối cùng lại bị tần mục lật bàn rơi vào trong tay của tần mục thiếu chút nữa thì chết tuy nhiên ngự thiên tôn không phải nên ở bên cạnh tần mục sao người ngự thiên tôn trước mắt này thì là ai tinh ngạn cũng có chút buồn bực nghi ngờ nhìn về phía tần mục hắn cũng đã nhìn thấy ngự thiên tôn ở bên cạnh tần mục chỉ xem là người hầu của tần mục hắn cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao tu vi thực lực của ngự thiên tôn rất thấp khó có thể lọt vào trong mắt của hắn nhưng ngự thiên tôn đột nhiên xuất hiện trong quan tài treo lại làm cho hắn cảnh giác cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm thế long vương cũng lộ vẻ nghi hoặc ánh mắt đảo qua trên người ngự thiên tôn và tần mục ngày ấy tần mục dẫn theo ngự thiên tôn đi tới cung điện của địa mẫu nguyên quân hắn gần như nằm úp sấp ở trên mặt của hai người cẩn thận quan sát ngự thiên tôn này cùng ngự thiên tôn bên cạnh tần mục mặc dù thân thể có chút khác biệt nhưng đây chỉ là khác biệt rất nhỏ trong quan tài treo hoàn toàn yên tĩnh ngự thiên tôn tươi cười cũng nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt hắn rơi vào trên tay của Tần Mục. vừa rồi Tần Mục bởi vì không khống chế được tâm tình, chén trà trong tay bị Tần Mục bóc nổ. Yên Nhi lấy ra chiếc khăn lụa mỏng, nhẹ nhàng lau nước thấm ở trên mặt của Tần Mục. trên đầu ngón tay của Tần Mục một tấm lệnh bài đang xoay tròn, tốc độ lệnh bài xoay tròn càng lúc càng chậm. ánh mắt hắn đang bị tấm lệnh bài này thu hút. Tần Mục không nhìn ánh mắt của mọi người. Ngư Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện trong chiếc quan tài treo này tất nhiên không thể nào là Lam Ngự Điềm thật sự. trăm vạn năm trước. Lam Ngự Điền thân chết đạo tiêu, hồn phi phách tán, Tần Mục lấy lại thân thể Lam Ngự Điền, chữa trị cơ năng tổn thương trên thân thể hắn, sau đó luyện một cái quan tài giao cho U Thiên Tôn, để cho U Thiên Tôn giấu ở U Đô. Mấy năm trước, lúc này Tần Mục mới khiến Ngự Thiên Tôn sống lại, sau đó Ngự Thiên Tôn lại vẫn đi theo mình, mà bây giờ, Ngự Thiên Tôn ở trong ly giang học cung xin học, do đồ tể tự mình dẫn theo. Người ngự thiên tôn trước mắt này đột nhiên xuất hiện ở trong quan tài treo so với ngự thiên tôn thật sự lại gầy hơn một ít, sau khi ngự thiên tôn học cách luyện đan thường tự mình len lén ăn phần ăn của thủy kỳ lân cho nên biến thành một tiểu tử béo mập sau khi bị lão nông rèn luyện một thời gian ngắn hình thể hắn mới khôi phục bình thường tuy nhiên đã nhiều ngày có yên nhi thanh tước thích hầu hạ người này ở bên cạnh ngự thiên tôn lại dần dần có xu thế béo lên ngự thiên tôn trước mắt này lại duy trì dáng người hoàn mỹ thân thể hoàn mỹ hoàn mỹ tới mức không giống như là nhân loại hắn giống như là vị ngự thiên tôn phong nhã tài hoa phát ra ánh sáng lóa mắt mà tần mục đã gặp ở trên giao chỉ thình hội trên đời này không tồn tại hai ngự thiên tôn ngự thiên tôn đột nhiên xuất hiện trong quan tài treo này chắc là do thiên đình đạo chủ lấy dấu vết của ngự thiên tôn ở tầng cao nhất của thủ tàng các sử dụng tạo hóa thần khí của thiên đình tạo hóa ra ngự thiên tôn có lẽ cũng có một loại khả năng khác có người học được pháp môn của đại phạm thiên vương phật biến ra ngự thiên tôn tuy nhiên người tu hành loại pháp môn này đã chết rất lâu tần mục híp mắt lại ánh mắt tập trung ở trên lệnh bài đã chuyển động chậm rãi lại thầm nghĩ nếu như người kia sống lại, hắn không có khả năng cẩn thận từng ly từng tí như thế, dù sao hắn cũng là thiên tôn, Ngự Thiên Tôn này chỉ có thể là do Thiên Đình sử dụng tạo hóa thần khí sáng tạo ra, là vật thí nghiệm dùng để thử nghiệm công pháp của Thiên Đình, hắc hắc, tồn tại sáng lập ra hệ thống tu luyện thần tàng và hệ thống tu luyện thiên cung, lại bị người trở thành vật thí nghiệm, cuối cùng, lệnh bài này dừng xoay tròn, nó vẫn dừng ở trên đầu ngón tay của hắn, mặt lệnh bài có chữ viết hướng về phía Ngự Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ánh mắt của vị ngự thiên tôn kia rơi vào trên lệnh bài chỉ thấy trên lệnh bài là một chữ mục khi hắn thấy rõ chữ này hắn ngẩng đầu nhìn lên lại thấy mắt tần mục sáng người nhìn mình trong mắt mang theo lửa giận ngự thiên tôn mỉm cười nói lâu ngày không gặp tần mục cười ha ha lửa giận trong mắt biến mất ngón tay hắn khẽ động lệnh bài thiên tôn cũng theo đó biến mất hắn đứng lên nói thật sự lâu ngày không gặp người tới từ thiên đình ngoại vực sừng hôn như thế nào xin hỏi các hạ có phải là người quen cũ của ta hay không Ngự Thiên Tôn cười nói, chúng ta có thể xem như là người quen cũ, nhưng hắn lại không tiếp tục nói ra hết, quan tài treo này còn đang rơi xuống, bầu không khí bên trong quan tài có chút nặng nề. Mọi người quan sát Ngự Thiên Tôn này, trong lòng mỗi người đều có suy đoán, ánh mắt tình ngạn chớp động, thiếu niên này rất đáng để thu thập, tàng trữ, thân thể hình như còn hoàn mỹ hơn so với phách thể tần mục này. Quan tài treo đột nhiên thoáng dừng lại một chút, giống như là rơi vào trong nước, tiếp theo chậm rãi dâng lên, giống như từ đáy nước bay lên tiếp theo ầm một tiếng nổi lên mặt nước bọn họ nghe được tiếng nước chảy rào rào tốc độ nước chảy cực nhanh kéo theo quan tài treo này không biết lao về phía nơi nào bầu không khí bên trong quan tài vẫn rất áp lực không ai ra tay mộ thu bạch đột nhiên cười nói sư muội hiện tại người ở trong quan tài chúng ta tới từ thiên đình cổ thiên long vương đến từ địa mẫu mấy người này lại tới từ duyên khang vị giả ngự thiên tôn này đến từ ngụy triều thật là cổ quái nhưng càng cổ quái hơn là gì sư muội biết không yến khấp linh cười nói sứ huynh mời nói mộ thu bạch ánh mắt chớp động nói cổ quái nhất là cái quan tài này không ngờ có nhiều người sống như vậy không có người chết trong quan tài đều là người sống không có người chết các người nói có kỳ quái hay không dứt lời hắn cười ha ha thiên long vương lạnh như băng nói ngươi muốn cho trong quan tài có bao nhiêu người chết ta có thể thành toàn mộ thu bạch mỉm cười thị nữ sau lưng đột nhiên di chuyển động bảo vệ ở trước người của hắn cùng thiên long vương rằng co nhưng vào lúc này đột nhiên quan tài treo truyền đến âm thanh cẫu kẹt trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ nhưng thấy nắp quan tài đột nhiên này mở ra một khe hẹp tia sáng từ bên ngoài chiếu xuống không gian bên trong quan tài treo rất lớn mặc dù khe cũng không rộng nhưng chiếu ở trong mắt bọn họ lại có vẻ rất rộng ánh sáng từ phía trên chiếu xuống cũng không trói mắt chỉ khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc bởi vì tia sáng phát ra không ngờ là một đường ngân hà ngân hà lướt qua ở trên không trung của quan tài giống như sao sẹt thiên long vương vội vàng bay lên trời thò đầu ra ngoài nhìn lại không khỏi ngay người ra những người khác đều bay lên cao từ trong khe nứt kia chui ra rơi vào trên đắp quan tài yên nhi bay đến đầu vai của tần mục tần mục tinh ngạn và long kỳ lân cũng phi thân ra khỏi quan tài mọi người đứng ở trên quan tài đỉnh đầu là một giải ngân hà chói lòa dưới chân quan tài treo bọn họ đang chảy ở trên thượng lưu của một con sông khác tần mục nhìn xuống dưới con sông lớn này không ngờ trong tinh không đổ xuống trùng trùng điệp điệp di chuyển về phía sâu bên trong tinh không mịt mờ mà sông cực rộng chiều rộng được khó có thể tưởng tượng được khiến cho hắn không khỏi nghĩ tới thiên hà trên thiên đình sau khi nguyên giới phá phong dũng giang trở về thiên hà mà ở trong ấn tượng của tần mục lúc thiên hà chảy xuôi đến nguyên giới là chảy xuôi ở trên trời dũng giang lại là chảy xuôi ở trên mặt đất điều này nói rõ thiên hà chảy tới đoạn nguyên giới vẫn còn có phong ấn chưa có hoàn toàn giải trừ nếu hoàn toàn giải trừ phong ấn thiên hà nhất định bay lên không trung điều khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là cái giếng này thậm chí nối liền thiên hà cái quan tài này không ngờ rơi vào trong thiên hà, bị nước sông cuốn theo nguyên giới. Trên quan tài, mọi người tìm kiếm mọi nơi, lại không nhìn thấy nguyên giới. Bây giờ không biết bọn họ cách nguyên giới bao xa, ai cũng không biết quan tài treo này sẽ đưa bọn họ đi tới nơi nào. Thiên hà đổ chạy đến bên cạnh một vòng mặt trời màu xanh cực lớn, vòng nửa vòng quanh mặt trời này. Tần mục nhìn ra xung quanh, chỉ thấy trong mặt trời có dãy kiến trúc cung điện quy mô lớn, chỉ là đã bị tàn phá không chịu nổi, hẳn không có thần nhân sống ở nơi đó. Không lâu sau đó, bọn họ nhìn thấy được thiên đình huy hoàng lộng lẫy thiên đình cổ xưa cách nơi này cực xa bao phủ ở trong ánh sáng màu vàng theo quan tài treo lao đi trong thiên hà mảnh thiên đình này càng lúc càng gần lúc này mọi người mới chú ý tới này ở trung tâm thiên đình nhìn sao huy hoàng lộng lẫy lại tràn ngập dáng vẻ nặng nề cổ xưa này đó là tử khí thiên hà đi qua bên cạnh thiên đình đột nhiên thiên hà vòng một vòng di chuyển vào trong thiên đình tử khí cũng càng lúc càng nặng nam thiên môn đổ nát xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ trên nam thiên môn lộ vẻ một thân thể thần ma khổng lồ phần eo bị bẻ gãy treo ở nơi đó trên đầu cắm một thanh trường mâu trên trường mâu đầy dì rét thanh trường mâu này đâm thủng đầu của vị thần ma này đầu cắm vào trong nam thiên môn đây là tòa thiên đình nào vậy thiên long vương giọng khàn khàn lạc giọng nói đám người yến khắp linh mê man nhìn phía sau nam thiên môn nơi đó có vô số xương trắng xương trắng của thần ma quan tài treo tiến vào thiên đình hai bên bờ sông có vô số thi thể xương cốt trồng chất thành núi khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ tới cực độ. Long kỳ lân chui vào phía sau lưng tần mục, nằm trên mặt đất dùng hai cái móng vuốt che mặt, không dám nhìn cảnh tượng bên ngoài, đó lại len lén từ trong khe hở nhìn xung quanh, lập tức lại bị dọa đến run lẩy bẩy. Bên cạnh hắn, cái dương lại tự nhiên hưng phấn, đi tới đi lui, muốn nhảy đến trên bờ đi thu thập những cái xương kia. Tinh ngạn cũng cảm thấy ra đầu tê dại, hắn nghĩ đọa thần cốc chỉ là một cánh cửa, đi thông tới một bảo tàng khổng lồ, nhưng lại không có nghĩ tới sao cánh cửa này không ngờ là cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Đột nhiên, Yến Khấp Linh nói, ngự thiên tôn từ thiên đình tới, ngươi biết gì vì đoạn thần cốc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân của ngự thiên tôn. Ngự thiên tôn cười nói, ta cũng không biết nhiều, vừa rồi không phải các ngươi nói, nơi này là nơi chôn thân của thiên tôn sao, theo lý mà nói, các ngươi nên biết càng nhiều hơn ta mới phải chứ, con người ngươi không có nửa câu nói thật, mộ thu bạch cười lạnh nói, ngươi cũng không phải là ngự thiên tôn thật sự, ngươi rốt cuộc là ai nhưng nếu không nói lẽ nào chúng ta còn không bắt được ngươi ép ngươi nói ra bí mật ở đây sao lông mi của thiên long vương rủ xuống ồm ồm nói tiểu ca từ thiên đình tới người tốt nhất vẫn nên nói ra điều ngươi biết ngư thiên tôn cười nói ta chỉ biết là đoạn thần cốc quả thật chôn cất thiên tôn thiên hà là nơi sinh ra bắc đế huyền vũ nhưng đạo thiên hà này lại bị cắt đứt có một đám người sử dụng pháp lực lớn lao lấy ra một phần thiên hà dùng để làm căn cứ tạo phản mà làm ra hành động đại nghịch bất đạo này chính là thiên minh trong lòng tần mục thoáng chấn động chẳng lẽ ở đây chôn cất một vị thiên tôn trong thiên minh như vậy vị thiên tôn này là đột nhiên quan tài treo khẽ chấn động dừng lại quan tài treo dừng lại nơi là một bến đỗ nho nhỏ mọi người leo lên bến đỗ đi dọc theo cầu thang tiến về phía lên phía trước cầu thang có một tấm bia đá dựng thẳng trên đó viết hàng chữ mộ lăng thiên tôn tần mục nhìn thấy được chữ trên tấm bia đá suy nghĩ có chút ảm đạm mộ của lăng thiên tôn lăng thiên tôn chết rồi sao ánh mắt hắn có chút mê man và không hiểu theo hắn thấy, cho dù là thiên đế chết, Lăng Thiên Tôn cũng sẽ không chết, nhưng ở đây lại xuất hiện một của Lăng Thiên Tôn, hắn bước nhanh đi tới trước tấm bia đá, đang muốn quan sát, đột nhiên hắn giật mình, sau tấm bia đá là một chiếc quan tài đơn giản bằng đá, quan tài bằng đá đặt ở nơi đó, mà ở phía sau cái mộ đơn giản này còn có một tấm bia đá, sau tấm bia đá cũng là một quan tài bằng đá, ánh mắt hắn dần dần nhìn ra xa hơn, hắn nhìn thấy được rất nhiều tấm bia đá và quan tài bằng đá, số lượng rất nhiều, vô số. Chảy khắp Thiên Đình Ngọc Kinh Thành cổ xưa này, Tần Mục phóng tầm mắt nhìn lại, khắp Ngọc Kinh Thành là vô số quan tài bằng đá và mộ bia, không có kiến trúc gì khác, trên tất cả tấm bia đá đều viết dòng chữ tương tự, mộ của Lăng Thiên Tôn, phía sau hắn, Yến Khắp Linh, mộ Thu Bạch, Thiên Long Vương cùng với Ngự Thiên Tôn Thiên Đình bước nhanh tới, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy, ở đây quá nhiều có mộ của Lăng Thiên Tôn, nhiều đến mức khiến cho người ta giận sôi gan, những quan tài nhiều như vậy, lẽ nào trong mỗi một cái quan tài đều chôn một vị Lăng Thiên Tôn? những quan tài hơn phân nửa là giả lăng thiên tôn thật sự chắc hẳn được an táng ở lăng tiêu điện mộ thu bạch đột nhiên nói lăng thiên tôn là một trong chín thiên tôn nàng có tư cách được chôn ở bên trong lăng tiêu điện thiên long vương bước lên một bước trực tiếp chạy về phía nơi đó yến khấp linh và mộ thu bạch vội vàng đuổi theo tinh ngạn và vị ngự thiên tôn kia cũng tự mình rời đi ở đây chỉ còn lại có tần mục bên cạnh còn có long kỳ lân đầu vai còn có yên nhi đã biến thành thanh tước tần mục lấy lại bình tĩnh hắn lấy ra một nén hương đốt lặng lẽ cắm ở trước mộ bia sau một lúc lâu hắn đi tới tấm bia sau hai tay nắm lấy nắp quan tài bằng đá mở quan tài bằng đá ra trong quan tài không có thi thể chỉ có nước trong tần mục giật mình đóng quan tài bằng đá lại hắn đi tới một quan tài bằng đá khác mở nắm quan tài ra trong quan tài bằng đá này cũng là một ít nước sâu từng chiếc quan tài bằng đá được mở ra hắn nhìn thấy được đều là nước không có lăng thiên tôn tần mục cố chấp mở ra từng cái quan tài bằng đá nhưng trước sau đều là nước trong lăng tiêu bảo điện chuyển đến chấn động kỳ liệt âm thanh của thiên long vương rất lớn lạnh lùng nói bảo tàng của lăng thiên tôn ai cũng mơ hỏng tưởng được bảo tàng này là thuộc về địa mẫu nguyên quân long kỳ lân từ phía xa nhìn lại chỉ thấy thiên long vương hóa thành một con con rồng già thân thể to lớn quay quanh bên ngoài lăng tiêu bảo điện thân thể rồng bao quanh toàn bộ lăng tiêu bảo điện những bán thần dưới quyền đứng ở trên người của hắn cùng tranh chấp với thị nữ bên người yến khắp linh những thị nữ kia không ngờ có tu vi thực lực vô cùng mạnh mẽ ngăn cản thiên long vương mà ở trong điện mơ hồ có thể thấy được mấy bóng dáng quay lại nhanh như tia chớp đó lại là ngự thiên tôn yến khắp linh tinh ngạn và mộ thu bạch đang chém giết tranh đoạt bảo tàng của lang thiên tôn giáo chủ long kỳ lân nhỏ giọng nói chúng ta không qua đó sao bọn họ hình như có phát hiện tần mục lại chuyển một tấm đá trong quan tài bằng đá vẫn là một vũng nước sâu rất trong hắn suy nghĩ xuất thần trong ngọc kinh thành còn có vô số quan tài bằng đá của lang thiên tôn số lượng những quan tài bằng đá này thật sự quá nhiều kiểm tra từng cái một, chỉ sợ không biết phải kiểm tra tới năm nào tháng nào. Đám người tinh ngạn, Yến Khắp Linh lựa chọn trực tiếp đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, quả thật là sự chọn lựa tốt nhất. Lăng Thiên Tôn làm Thiên Tôn có địa vị vô cùng cao, nàng được chôn ở nơi đó cũng là chuyện đương nhiên. Bạn đang xem mục thần ký tại kênh YouTube gì các phim, mà hơn phân nửa quan tài trong Ngọc Kinh Thành đều là mộ giả. Chúng ta có lẽ cũng có thể đi tới Lăng Tiêu Điện xem thử, có thể nàng thật sự được chôn ở nơi đó. Tần Mục đứng thẳng, lúc này, hắn nghe được tiếng gõ keng keng. Tần mục giật mình, tiếng gõ này cũng không phải là thần thông, giống như là tiếng gõ vào núi đá. Trong lang tiêu điện, mọi người vẫn còn tiếp tục tranh đấu, tần mục lại đi theo âm thanh này. Sau một lúc lâu, hắn đi tới bên ngoài Ngọc Kinh Thành, hắn lại thấy một lão già tóc trắng đang phá thiên đình cung điện này, lấy đá xuống, sử dụng rìu đục đá, làm được từng chiếc quan tài bằng đá. Tần mục đi tới phía sau lưng lão già, lặng lẽ nhìn kỹ, chỉ thấy tay chân của lão nhân này rất nhanh, không lâu sau hắn lại tạo ra một cái quan tài bằng đá sau đó hắn lại ở nơi đó đục bia, ở trên tấm bia đá có khắc hàng chữ mộ của Lăng Thiên Tôn. Lão nhân kia hình như không có nhận ra hắn đi đến, vẫn luôn yên lặng làm việc của mình, bên cạnh hắn đã có rất nhiều quan tài bằng đá và tấm bia đá. Qua một lúc lâu, lão nhân kia nghỉ tạm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói là mục thiên tôn sao, tần mục nhìn thấy được mắt của hắn hoàn toàn là màu trắng, không có con người, hắn là một người mù, trưởng lão làm sao lại biết là ta, tần mục hỏi, tần thiên tôn đã tới ở đây, đại khái là hơn ba vạn năm trước thời gian quá lâu ta cũng nhớ không rõ lão nhân kia buông dìu đục nói tần thiên tôn tới bái tế một hồi sau đó liền đi làng thiên tôn bảo ta bố trí cái ngôi mộ này chỉ có hai người có khả năng tiến đến bọn họ chính là tần thiên tôn và mục thiên tôn hai vị thiên tôn này có thể dựa vào thiên tôn lệnh của bọn họ tiến vào nơi đây tần thiên tôn đã tới như vậy ngươi chỉ có thể là mục thiên tôn tuy nhiên ngươi còn mang đến một ít khách không mời mà đến tần mục lấy lại bình tĩnh nói trưởng lão lăng thiên tôn chết thật rồi sao lão già mù này nói chết nhưng còn sống thời điểm nàng đang hoàn thành thần thông vật chất không đổi đã chết nhưng lại thu được sống mãi tần mục giật mình kinh sợ lão nhân mù đứng dậy nói tần thiên tôn đã đi tới nơi an táng nàng phúng viếng nàng nếu mục thiên tôn cũng tới vậy cũng đi đến đó đi hắn dùng sợi dây xích kéo từng chiếc quan tài bằng đá đi về phía trước tần mục đi theo phía sau hắn lại thấy lão nhân này đi về phía thiên hà cũng không lâu lắm bọn họ đi tới thiên hà bên lão nhân mù buông quan tài bằng đá, nói, nàng sắp tới rồi, tần mục đứng ở bờ sông, thiên hà nổi gợn sóng lấp lánh, không lâu sau, một nữ tử từ trên thiên hà bay tới, đột nhiên trái tim tần mục không hiểu sao khẽ thắt lại, rất đau lòng, nữ tử ở trên mặt sông bay tới, nàng mặc váy da báo dày rơm, trên đầu cài một cây châm gài tóc bằng gỗ đào, đó chính là lăng thiên tôn, nhưng nàng đã không có khí tức, sư tôn, hồn trở về đây, đệ tử tới an táng người. Lão nhân mù này xuống nước, ngăn cản thi thể của Lăng Thiên Tôn tần mục cũng nhảy đến trong thiên hà cùng hắn đưa thi thể của lăng thiên tôn lên bờ bọn họ đặt thi thể của lăng thiên tôn ở trong quan tài bằng đá sau một lúc lâu lăng thiên tôn hóa thành một vũng nước trong tần mục giật mình lão nhân mù này hình như không nhìn thấy được những điều này để nắp quan tài bằng đá tiếp tục ngồi ở bên bờ thiên hà chờ đợi không biết qua bao lâu trên mặt sông lại có một vị lăng thiên tôn mặc váy da báo dày rơm tần mục giật mình kinh sợ lão nhân mù này lại một lần nữa xuống sông nói sư tôn hồn trở về đây, đệ tử tới an táng cho ngài. Tần mục cũng vội vàng xuống sông, đưa thi thể này của lăng thiên tôn vào trong quan tài, lại một lần nữa hóa thành nước trong. Đây là có chuyện gì? Hắn có chút mê man. Lão nhân mù lặng lẽ ngồi ở chỗ đó, lại không biết qua bao lâu, trên mặt sông lại nhẹ nhàng có một thi thể lăng thiên tôn trôi xuống. Bọn họ lại một lần nữa đem lăng thiên tôn an táng, nhưng chuyện giống vậy phát sinh, lăng thiên tôn lại biến thành một vũng nước sâu, dường như bọn họ vớt lên không phải là thân thể của lăng thiên tôn mà là một mảnh nước sông. Bọn họ ở chỗ này chờ không biết bao lâu. Những trong quan tài bằng đá đều có một lăng thiên tôn. Lão nhân mù kéo quan tài bằng đá đi về phía ngọc kinh thành. Trong thành đã bị chất để quan tài bằng đá vào mộ bia. Lão nhân kéo những quan tài bằng đá tới ngoài thành, đặt quan tài bằng đá chỉnh tề, mộ bia chôn sâu, trực tiếp dựng thẳng hàng. Tần mục đi theo hắn. Tế lễ những quan tài không, lại cùng lão nhân này đi tới nơi hắn đục đá. Nhìn lão nhân này cầm theo dìu đục, tiếp tục đục đá. Sau một lúc lâu, Tần mục cuối cùng không nhịn được hỏi trưởng lão rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra lão nhân mù này buông dìu đục đôi mắt mù lộ vẻ suy nghĩ xuất thần sau một lúc lâu nói lão sư suốt đời nghiên cứu đạo pháp thần thông từ trước đến nay chỉ đi lại một mình có rất ít bằng hữu nàng thu ta làm đệ tử hơn phân nửa là cảm thấy cô độc buồn chán ta là người của niên đại thượng hoàng sau khi bái nàng làm lão sư đi theo nàng tu hành biết lão sư không có mấy người bạn bè tuy nhiên nàng lại thường xuyên nhắc tới hai người hai người ở năm đầu long hán đột nhiên xuất hiện giúp đỡ nàng trong lòng tần mục ấm áp hai người kia là hắn và khai hoàng tần thiên tôn và mục thiên tôn là người nàng thường xuyên nhắc tới nàng muốn tìm được bọn họ nhưng trước sau không có cách nào tìm được lão nhân mù lại lại một lần nữa cầm dìu đục lên tiếp tục đục nói thời đại thượng hoàng rất dài nàng không có tìm được hai vị thiên tôn này ở thời đại thượng hoàng nàng không nhịn được thần thông của nàng đã sắp phải hoàn thành hơn nữa thiên minh đến nâng đỡ thượng hoàng thiên đình cũng giành được thắng lợi ta còn nhớ rõ ngày đó, sau khi địa mẫu nguyên quân tử vong, nàng lấy ra thiên hà, thi triển ra thần thông của nàng. Ngày đó, tiếng đục dừng lại, tần mục lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gái, thiên minh đến nâng đỡ thượng hoàng thiên đình giành được thắng lợi. Thắng lợi gì? Là diệt trừ bắc thượng hoàng thiên đình sao? Thiên minh đến nâng đỡ thiên đình, là nam thượng hoàng thiên đình sao? Ngày đó, thiên hà đứt đoạn, lão sư đứng ở trên thiên đình, sử dụng thần thông của nàng khiến cho vật chất thiên hà bất động, thậm chí còn từ trạng thái viễn cổ ban đầu đi tới đến trạng thái sau này, ta còn nhớ rõ ngày đó ta ở bên bờ, nhìn thấy được trên thiên hà đột nhiên dâng lên sương mù dày đặc, lão sư ở vào trong sương mù dày đặc, đồng hóa cùng sương mù dày đặc, ngày đó, nguyên giới phát sinh biến hóa kịch liệt, thiên hà mênh mông đột nhiên khô cạn, con sông bồng bềnh ở trên trời thiếu một mảng lớn, biến mất khỏi thế gian, cũng bởi vậy, Nam Thượng Hoàng Thiên Đình không ổn, bị Thiên Đình ngoại vực công kích, đó là một lần công kích mang tính hủy diệt như vậy thiên đình chúng ta đang ở là nam thượng hoàng thiên đình sao tần mục đột nhiên đánh cắt ngang lời hắn hỏi như vậy an táng trong lăng tiêu bảo điện là ai tất nhiên là thượng hoàng thiên đế hắn vì bảo vệ lăng thiên tôn đã chết trận ta chôn hắn ở trong lăng tiêu bảo điện lão nhân mù tiếp tục nói thượng hoàng thiên đế hắn cũng là người trong thiên minh hắn là một vị đệ tử khác của thiên tôn các đời thượng hoàng đều là đệ tử của thiên tôn nhưng nam thượng hoàng thiên đình hủy diệt cũng không phải là vì là thần thông của lão sư mà là do thiên minh phản bội khi lăng thiên tôn thi triển thần thông cùng sương mù dày đặc đồng hóa thiên minh phản bội dẫn đến nam thượng hoàng thiên đình bị công phá bóng tối hạ xuống lăng thiên tôn từ trong sương mù dày đặc lại hiện ra mà lúc này lực lượng khủng khiếp tình linh xuất hiện đó là một bóng người cao lớn tiến vào trong sương mù dày đặc trực tiếp ra tay với lăng thiên tôn nam thượng hoàng thiên đình thất bại chỉ còn lại một đống đổ nát sau đó ta thấy trên mặt sông có thi thể của lão sư chảy tới lão nhân mù lấy ra một tấm lệnh bài đó là lệnh bài của lăng thiên tôn hắn khàn khàn nói ta tạo ra cái ngôi mộ này chỉ lưu lại cơ quan có tần thiên tôn và mục thiên tôn mới có thể mở ra được tần mục nhìn về phía khối lệnh bài lăng thiên tôn kia lệnh bài của lăng thiên tôn có cùng kích thước với lệnh bài của hắn lão nhân mù là căn cứ theo tấm lệnh bài này tới thiết kế ra cơ quan như vậy vì sao ngươi nói nàng còn sống tần mục đột nhiên hỏi lão nhân mù buông dìu đục sử dụng sợi dây xích kéo quan tài đi về phía bên bờ nói tần thiên tôn đi tới nơi này nói cho ta biết hắn nhìn thấy lăng thiên tôn Lăng Thiên Tôn tới tìm hắn, nói với hắn rất nhiều chuyện, Tần Mục giật mình, vội vàng đuổi theo hắn, nói, thiên đình ngoại vực có lai lịch gì, thiên đế là của thiên đình ngoại vực ai, người khác không biết, Lăng Thiên Tôn nhất định biết, thiên đế của thiên đình ngoại vực là, lão nhân mù này quay đầu lại, gương mặt già nua lộ ra thần thái cười như không cười giống như khóc không phải khóc, thiên minh, Mục Thiên Tôn, ngươi là người thành lập thiên minh mà, thân thể của Tần Mục cứng đờ, thiên đình ngoại vực thiên đế là thiên minh, y của lão già mù thiên đế là một người nào đó trong thiên minh hay là cả thiên minh trước kia hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này có khả năng thiên đình ngoại vực thiên đế không phải là một người nào đó mà là một đoàn thể người trong đoàn thể này có các loại mâu thuẫn về lợi ích nếu như suy đoán này là đúng hắn có thể vẽ phác thảo ra một vài đường nét của thời đại thượng hoàng thời đại thượng hoàng là do địa mẫu nguyên quân dẫn dắt lên địa mẫu nguyên quân bồi dưỡng con cháu của mình đến nâng đỡ bọn họ mở ra thời đại thượng hoàng thành lập thượng hoàng thiên đình được gọi là bắc thượng hoàng Thiên Minh lại đến nâng đỡ một nhóm người khác thành lập Nam Thượng Hoàng, thành lập Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, đối lập rằng cùng Bắc Thượng Hoàng Co, hai Thiên Đình tranh đấu chém giết lẫn nhau, rằng co gần 30 vạn năm. Lúc này, Thiên Đình ngoại vực phần nhiều là một người đứng xem, ngồi trên núi xem hổ đấu. Lúc này, Thiên Đình ngoại vực vẫn là Long Hán Thiên Đình, Long Hán Thiên Đình tiếp nhận Tiêu Hán Thiên Đình và Long Tiêu Thiên Đình, biến thành một quái vật khổng lồ mập mạp. Bên trong Thiên Đình này có cổ thần, cũng có bán thần và sinh linh hậu thiên tu luyện thành thần chỉ trong lúc đó thiên minh càng lúc càng lớn mạnh sử dụng một loạt thủ đoạn dần dần thay thế lực lượng trung kiên trong thiên đình ngoại vực nắm giữ thiên đình ngoại vực cổ thần người người cảm thấy bất an thiên công thổ bá đều cảm giác được lợi ích của bản thân bị hao tồn lại có nguy cơ bị thay thế cũng bởi vì quyền lực và lợi ích bên trong thiên minh xuất hiện phân liệt thiên minh nắm giữ thiên đình ngoại vực cùng nam thượng hoàng thiên đình cũng xuất hiện mâu thuẫn không thể hòa giải lý niệm của nam thượng hoàng là mạng người lớn hơn trời thân phục vụ cho người mà thiên minh cầm giữ thiên đình ngoại vực đã nắm giữ quyền lực quyền thế không gì có thể so sánh nổi nam thượng hoàng thiên đình được bọn họ đến nâng đỡ ngược lại thành cái đinh trong mắt của bọn họ trở thành quái vật khổng lồ uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ thời điểm mâu thuẫn bùng nổ lại diễn ra sau khi địa mẫu bị thiên minh diệt trừ địa mẫu bỏ mạng bắc thượng hoàng thiên đình bị hủy diệt diệt trừ nam thượng hoàng trở thành nhiệm vụ hàng đầu của thiên minh chiến tranh xảy ra chính vào lúc lăng thiên tôn lấy ra thiên hà thử nghiệm thần thông trạng thái hoàn mỹ nhất của mình làng thiên tôn không chết nam thượng hoàng thiên đình lại không bị thua tồn tại khủng khiếp kia tiến vào trong sương mù tập kích lăng thiên tôn cùng lúc đó đại quân thần nhân của thiên đình ngoại vực đánh vào nam thượng hoàng thiên đình khiến thượng hoàng thiên đình hoàn toàn bị hủy diệt đây là suy đoán của tần mục tuy rằng vẫn có rất nhiều nghi vấn nhưng hắn cảm thấy suy đoán này hơn phân nửa đã tiếp cận chân tướng sức thật hắn đuổi theo lão nhân mù lại một lần nữa đi tới bên thiên hà lão nhân mù tiếp tục khâm liệm thi thể lăng thiên tôn bay tới tình huống xuất hiện giống hệt trước đó thi thể của lang thiên tôn lại một lần nữa hóa thành nước tần mục không nhịn được nói trưởng lão thần thông của lang thiên tôn là vật chất không đổi không tăng không giảm không rời cho dù nàng chết thi thể cũng sẽ biến mất sau đó một lần nữa hóa thành nàng lại một lần nữa sống lại bởi vì thần thông của nàng chính là vật chất không thay đổi người liệu vĩnh viễn không biết là nàng hay chỉ là nước sông nàng chân chính đã hóa thành một đám vật chất vĩnh hằng trên thiên hà này nàng đã biến thành sương mù dày đặc trên sông nàng không quan tâm người làm cái gì không quan tâm ngươi vì nàng lập bia tạo mộ cho nàng chọn ra một người hiểu được lăng thiên tôn như vậy người này nhất định là tần mục hắn hiểu thần thông của lăng thiên tôn nhiều nhất trước đây cũng là hắn cùng với khai hoàng truyền thụ thuật tạo hóa chưa hình thành cho lăng thiên tôn hình thức thần thông ban đầu của lăng thiên tôn cũng được hoàn thành ở dưới sự trợ giúp của tần mục và khai hoàng sau lại tần mục tiến vào quỷ thuyền cũng là do tần mục mượn bốn đến lực phá vỡ thần thông của lăng thiên tôn chỉ là khi đó thần thông của lăng thiên tôn vẫn không hoàn mỹ tuy nhiên đối với lý giải thần thông của lăng thiên tôn Hắn thật sự là người đứng đầu, hắn thấy lão nhân mù canh giữ ở bờ sông, giúp Lăng Thiên Tôn thu lại thi thể là chuyện hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Lăng Thiên Tôn đã cùng thần thông của nàng hòa làm một thể, hoàn toàn có thể nói là Lăng Thiên Tôn đã biến thành thần thông của nàng, nàng vĩnh viễn sống ở trong thần thông, chết đi sống lại, sống rồi chết, tuần hoàn không ngừng, thậm chí Tần Mục suy đoán, hắn ở đầu nguồn Dũng Giang gặp phải sương mù dày đặc chính là thần thông của Lăng Thiên Tôn, là Lăng Thiên Tôn dẫn theo hắn trở lại viễn cổ, trở lại thời kỳ cuối của thời đại thượng hoàng. Chỉ là khi đó tần mục cũng không biết mà thôi, lão nhân mù đã dùng xong quan tài bằng đá, hắn lại kéo quan tài đi vào lập bia an táng, giọng ồm ồm nói, không ai quan tâm tới nàng, chính nàng cũng không quan tâm, lão sư chỉ người sống vì đạo, một người đơn thuần, nàng đơn thuần đến mức trong lòng chỉ có đạo, nàng không có nhiều tâm tư như các người, không có âm mưu quỷ kế của các người, nàng cũng không quan tâm tới quyền lực địa vị, nàng không có uy hiếp đối với tất cả mọi người, vì sao nhất định phải giết chết nàng, vì sao không thể để cho nàng sống sót? Lão nhân mù này tức giận ngập trời, ngửa đầu hét dài, giống như một con dã thú bị thương, vì sao một người đơn thuần như vậy lại phải chết, vì sao hai vị thiên tôn không chủ động đứng lên gánh chịu trách nhiệm, tại sao muốn trở lại ngày đó làm quen với nàng, ném gánh nặng cho nàng, hắn tức giận, lớn tiếng quát, chính các ngươi gánh vách không được sao, vì sao các ngươi phải rời đi, các ngươi đi theo nàng không được sao, vì sao phải để cho nàng một mình đối mặt với thế đạo hiểm ác đáng sợ, nàng không hiểu được mục thiên tôn, nàng thật sự không hiểu trên khuôn mặt già nua của hắn có hai hàng máu và nước mắt chảy xuống buồn bực lôi kéo từng chiếc quan tài bằng đá đi về phía trước giọng nói của hắn dần dần trầm xuống ta vì sao phải chôn cất nàng vì sao phải canh giữ ở chỗ này hết lần này tới lần khác chôn cất nàng mục thiên tôn ngươi không hiểu sao bởi vì nàng chết rồi bởi vì nàng ở trong thần thông của nàng chết hết lần này tới lần khác chết trong đau khổ ngươi không hiểu sao nàng từng trải vô số lần chết ta lại muốn vô số lần an táng nàng bởi vì mỗi lần nàng chết đều rất thống khổ đều là cái chết chân chính nàng cần phải vô số lần lặp lại cái chết này tần mục giật mình nhìn theo hắn đi xa yên nhi từ đầu vai của hắn bay lên hóa thành thiếu nữ xinh đẹp lấy ra khăn lụa lau nước mắt trên gương mặt của hắn tần mục miễn cưỡng mỉm cười giọng khàn khàn nói ta không sao cảm ơn yên nhi tỷ trong ngọc kinh thành có từng tiếng va chạm kịch liệt truyền đến đột nhiên thiên long vương cười ha ha bỏ qua một bên mọi người gào thét bay ra ầm một tiếng hắn nhảy đến trong bên quan tài màu đen bên bến tàu kêu lên bảo tàng của lang thiên tôn thuộc về ta địa mẫu nguyên quân có hy vọng sống lại rồi trên vai của lão long khiêng một chiếc quan tài khác vui mừng hớn hở phong tỏa mình và chiếc quan tài này ở trong quan tài treo lang thiên tôn bảo tàng ở nơi này miệng bên trong quan tài trong quan tài treo chuyển đến tiếng cười của thiên long vương tần mục nghe được tiếng cười của thiên long vương trong quan tài treo đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết tiếp theo quan tài treo chấn động mãnh liệt ở trên mặt sông thiên hà lai động không ngừng dâng lên từng đợt sóng lớn ngập trời rất nhanh có máu tươi từ trong quan tài treo chảy ra quan tài treo trên mặt sông này lại dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh khóe mắt tần mục khẽ giật cảnh giác nhìn về phía trên quan tài treo đang bồng bềnh ở trên mặt sông lăng tiêu điện của ngọc kinh thành là một mảnh hỗn độn lăng tiêu điện này đã bị san thành bình địa những bán thần do thiên long vương dẫn đến đều chết sạch những thị nữ do yến khắp linh mộ thu bạch dẫn tới cũng bị thiên long vương tổn thương nặng nề ngã xuống đất không dậy nổi trên đống đổ nát của lăng tiêu điện có mấy bóng người nhanh chóng chạy tới lại thấy mặt sông thiên hà giống như biến thành biển máu màu đỏ của vết máu không ngừng từ trong quan tài treo chảy ra nhuộm đỏ mặt sông mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía đột nhiên cạch một tiếng quan tài treo này mở ra trong quan tài có quan tài quan tài mới vừa bị thiên long vương vắc tới để vào trong quan tài treo lại đột nhiên đứng lên trực tiếp dựng thẳng ở trong quan tài treo chiếc quan tài này đã mở ra bên trong là một mảnh tối tăm đáng sợ hơn chính là bên trong truyền đến tiếng nhai dường như có thứ gì đó đang gặm nhắm đột nhiên vết máu giống như là lũ ngập trời từ bên trong quan tài treo phun mạnh ra ngoài vết máu giống như nước thủy triều trút xuống mọi nơi thiên hà cũng đã bị nhuộm đỏ hiện tại lại càng đỏ hơn bịch một cái đầu rồng cực lớn từ trong chiếc quan tài dựng thẳng ngày bay ra ngoài đập trên mặt sông chậm rãi chìm vào trong nước đó chính là đầu của thiên long vương bên bờ sông khóe mắt tinh ngạn giật kịch liệt cầm theo cái dương lặng lẽ lui về phía sau ngự thiên tôn yến khấp linh và mộ thu bạch cũng lặng lẽ lui về phía sau ở trong cuộc chiến tranh vừa rồi, bởi vì thực lực bọn họ kém xa đám người Thiên Long Vương, không bị Thiên Long Vương chú ý, ngược lại mới còn sống. Mà bây giờ bọn họ tranh đoạt cái quan tài này, lại khiến cho bọn họ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đột nhiên, trong quan tài lộ ra một cái móng vuốt mọc đầy lông xanh, dưới móng vuốt lông xanh giống như làm bằng đồng vàng. Thấy vậy, sắc mặt mọi người biến hóa kịch liệt, nhưng vào lúc này, một bóng dáng từ trong cái quan tài này bay ra, áo choàng rách nát chỉ một thoáng dã phủ kín không trung phía trên thiên hà đó là một vị đế thi cường đại không gì sánh được thi yêu đã ở bên trong quan tài tu thành trong miệng mọc răng nanh sắc bén khóe miệng vẫn lộ vẻ máu thịt của thiên long vương thi khí ngập trời chỉ một thoáng đã tràn ngập cả thiên đình tĩnh mình này thi yêu bay trên trời nhanh như chấp điện trực tiếp chạy về phía bọn họ yến khắp linh thét chói tai mấy người thị nữ bên cạnh này lập tức phóng lên cao nghênh đón đế thi những thị nữ có thể cùng thiên long vương lấy cứng trọi cứng tuy rằng bị trọng thương nhưng còn sống thực lực bản thân bọn họ lại vô cùng cao minh, nhưng bọn họ lại bị đế thi biến thành thi yêu này dùng một tay nắm lấy, nhét vào trong miệng, mọi người vội vàng chạy trốn, thi yêu này cười lên đầy quái dị, chiếc áo choàng màu đỏ thắm theo gió vù vù tung bay, đột nhiên nó từ trong không trung rơi xuống, chiếc áo choàng rách nát che khuất một khoảng lớn cung điện, phủ lên cả một thị nữ đang chạy thoát thân, chỗ áo choàng phủ lên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó lập tức không có một tiếng động nào nữa, áo choàng lại một lần nữa bay lên, che khuất không trung thi yêu này ở trên không trung tìm kiếm khí tức người sống ở xung quanh sư huynh lão nhân mù buông rìu đục trong tay ngẩng đầu kêu lớn sư huynh người đã chết quay về nơi người nên ở đi thượng hoàng thiên đế biến thành thi yêu này nghe nói vậy lập tức đi về phía hắn với khí thế kiêu ngạo ngập trời tới mức nào thượng hoàng thiên đế khi còn sống không hổ danh nhà cảnh giới đế tọa lão nhân mù một tay cầm búa một tay nắm đục keng một tiếng vang lên cái búa lớn đập vào trên cái đục một đường ánh sáng hiện lên đầu nhọn của cái đục phát ra một đường ánh sáng cắm vào mi tâm của thi yêu thi yêu giống như bị trúng phải một đòn nghiêm trọng gào thét bay về phía sau bịch một tiếng rơi vào trong đế quan trên mặt sông thiên hà nắp của đế quan đóng lại lão nhân mù thu hồi dìu đục vung sợi dây xích lên sợi dây xích càng lúc càng dài cuồn cuộn cuốn lấy đế quan này lão nhân mù vung mạnh đế quan dùng sức rung lên đưa chiếc quan tài này đến trong đống đổ nát của lang tiêu điện đế quan rơi xuống đất vô số gạch nát ngói vỡ bay lên dường cột chạm trổ lại lại một lần nữa tổ hợp lại hóa thành một tòa lăng tiêu bảo điện đứng sừng sững ở trong những quan tài bằng đá và tấm bia đá trải rộng trong ngọc kinh thành đám người đang chạy trốn cảm thấy kinh hồn phủ định lòng còn sợ hãi tần mục nhìn về phía lão nhân mù kia trong lòng chấn động vạn phần lão nhân mù này diện mạo không đẹp nhưng tu vi thực lực lại sâu không lường được không phải là tồn tại cảnh giới đế tọa thì cũng cách không xa ngự thiên tôn đi về phía lão nhân mù ánh mắt chớp động người là đệ tử của lăng thiên tôn dịch thạch sinh người còn sống vẫn luôn canh giữ ở chỗ này sao lão nhân mù không để ý đến hắn tiếp tục cầm dìu đục đứng lên ngựa thiên tôn cười nói ngươi một thân đầy bản lĩnh cần gì phải khổ sở canh giữ ở nơi đất càn sỏi đá này Lăng thiên tôn lấy ra thiên hà sử dụng bản thân để thay thế đoạn thiên hà này hóa thành vật chất thiên hà thần thông của nàng quả thật tinh diệu khiến ta cũng kính phục không thôi ngươi là đệ tử của nàng thần thông của nàng ngươi khẳng định học được một ít thiên đình rất cần tài cán của ngươi lão nhân mù dừng đục đá quay đầu lại nhìn hắn chết lặng nói Ngươi là vị sư bá sư thúc nào của ta, nếu như ngươi đã biết lão sư của ta biến thành vật chất trong thiên hà, cần gì phải đến đây?" Ngự Thiên Tôn cười nói, "Ta chỉ là tới thăm nàng, xem nàng có chết cật hay không thôi, ngươi có thể yên tâm được chưa?" Lão nhân mù hỏi, Ngự Thiên Tôn nói, "Có thể yên tâm." Lão nhân mù nắm chặt diều, đột nhiên hắn trấn tĩnh lại, thản nhiên nói, "Sư thúc, cút đi, đừng tới quấy rầy tới sự thanh tịnh của chúng ta." Ngự Thiên Tôn cười ha ha, lão nhân mù nhìn về phía tần mục, lạnh lùng nói, mục thiên tôn người cũng lan đi dẫn theo bọn họ lan đi ở đây không cần tới các người tần mục thở hắt ra một hơi trầm giọng nói người yên tâm tương lai ta sẽ cứu lăng thiên tôn ra chuyện ta nói được luôn luôn làm được hắn xoay người đi về phía quan tài trôi bồng bềnh ở trong thiên hà phía sau lại có tiếng đục truyền đến không biết lão nhân mù có nghe được lời của hắn nói hay không tần mục trở lại trong quan tài treo tinh hạn cầm theo cái dương cũng đi đến hắn lướt nhìn về phía đám người ngựa thiên tôn Yến Khắp Linh và Mộ Thu Bạch cũng nhảy vào trong quan tài. Lão nhân mù không định gặp bất kỳ kẻ nào trong số bọn họ, bọn họ chỉ có thể rời đi. Đột nhiên từ trong nước hiện lên một cái đầu rồng máu me đầm đìa, nó nhảy vào trong quan tài. Đó là cái đầu của Thiên Long Vương, hắn bị thi yêu gặm chỉ còn lại có một cái đầu. Nhưng hắn lại vẫn không chết, còn có một hơi thở. Thiên Long Vương nhìn bọn họ chằm chằm đầy vẻ tàn bạo, hắn trốn ở góc phòng, lộ vẻ đề phòng khác thường đối với những người khác, trên mặt hắn tràn ngập thi khí, đế thi biến thành thi yêu đầu thi vô cùng mãnh liệt đang đánh vào trong đầu óc của hắn xâm nhập nguyên thần của hắn cạch một tiếng quan tài treo đóng lại bên ngoài quan tài truyền ra tới tiếng nước lúc trước người từ trong quan tài treo tiến vào rất nhiều mà bây giờ chỉ còn lại có mấy người bọn họ còn sống rất nhiều người chết ở trên đường phá giải niêm phong của đoạn thần cốc còn có vài người lại chết trong lúc tàn sát lẫn nhau cũng có vài người bị thi yêu ăn mất ban đầu bên cạnh yến khắp linh có rất nhiều thị nữ hiện tại cũng chỉ còn lại có một người hơn nữa thương thế nàng rất nặng nhưng quan tài treo này vẫn nguy hiểm nặng nề, thiên long vương đang bị độc thi của đế thi yêu đồng hóa, tuy rằng chỉ còn lại có một cái đầu lớn, nhưng hắn vẫn không ngừng thở hồn hèn ra từng thi khí. Thiên long vương, người sắp bị thi biến rồi, Long Kỳ Lân không nhịn được, khẽ nhắc nhở, giáo chủ tinh thông y thuật, nói không chừng có thể giúp người loại bỏ độc thi, ha ha, muốn giết chết ta sao? Đầu của thiên long vương thở hồng hộc, khí lưu được hít vào từ miệng của hắn sau đó lại phun ra từ cổ, thi khí màu xanh bao phủ lấy hắn cái đầu thần long này cảnh giác khác thường cười lạnh nói không giết được ta liền muốn độc chết ta sao không dễ dàng như vậy ha hả và long kỳ lân nhíu mày nhìn về phía tần mục tần mục lắc đầu nói không cứu độc thi của đế thi ta cũng không giải được đổi lại thành ra ra dược sư đến đây nói không chừng còn có hy vọng long kỳ lân buồn bã thiên long vương có ơn đối với hắn giúp hắn hoàn thành công pháp hắn rất muốn cứu chữa cho cái đầu thần long này nhưng tần mục cũng không có cách nào hắn tất nhiên càng không có nổi thủ đoạn này Thiên Long Vương vẫn đang phát động pháp lực, cố gắng loại bỏ thi khí, nhưng đám người trong quan tài treo đều thấy rõ ràng nguyên khí của hắn đang dần dần bị kết tủa, giống như là biến thành máu màu xanh lục. Phù văn thần thông nguyên khí của hắn cũng bị độc thi xâm nhiễm, lần lượt bị phá vỡ. Tinh ngạn cảm giác sờn tóc gáy, hắn cầm theo cái dương lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi đình nghỉ mát, lùi đến trong bóng tối, biến mất. Hai con mắt rồng cực lớn của Thiên Long Vương đã biến thành màu trắng, con người của hắn biến mất, nhưng con mắt vẫn chớp chớp hình như còn có thể nhìn thấy được cảnh tượng xung quanh. Trong lòng Yến Khấp Linh và Mộ Thu Bạch cảm thấy rét lạnh, bọn họ cũng lặng lẽ lui về phía sau, biến mất trong bóng tối. Tần Mục nhìn về phía Long Kỳ Lân ra hiệu, Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo hắn, Yên Nhi lại hóa thành thanh tước đứng ở trên đầu Long Kỳ Lân, lặng lẽ không một tiếng động đi về phía trong bóng tối. Chẳng biết từ lúc nào Ngự Thiên Tôn cũng rời khỏi đó, không biết ẩn thân ở nơi nào. Ta nhìn thấy các ngươi, trong miệng Thiên Long Vương chảy ra nước thi, hắn vẫn trợn trừng đôi mắt không có con người, kêu lên ta nhìn thấy các ngươi, ai cũng đừng mong hại được ta. Phù, phù, ta nhìn thấy các ngươi, hắn không còn hơi thở. Sau một lúc lâu, cái đầu rồng cực lớn này lặng lẽ không một tiếng động bay lên, bị bao phủ ở trong sương mù xanh lục, phát ra âm thanh quỷ dị, cười hì hì nói, ta nhìn thấy các ngươi, hắn bay về phía trong bóng tối, cười nói, ta nhìn thấy các ngươi, các ngươi giấu thân thể ta ở nơi nào, bắt được các ngươi, ăn thân thể của các người ta lại có thể mọc ra thân thể, hắc 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 không gian bên trong quan tài treo vô cùng rộng lớn trước đây bọn họ rơi vào trong quan tài treo không biết rơi bao lâu lúc này mới rơi xuống dưới đáy mà bây giờ tần mục ở trong bóng đêm lục lọi đi về phía trước lúc này hắn mới phát hiện không gian bên trong quan tài treo này còn rộng hơn sự tưởng tượng của hắn quan tài treo chỉ là một phương tiện chuyên trở công cụ tiếp đón thiên tôn đi tới chỗ lăng thiên tôn chôn thân tuy nhiên quan tài treo này là do lão nhân mù tạo ra lão nhân mù có bản lĩnh cao thâm khó giò trong quan tài treo bị hắn dùng đại pháp lực không gian vạn vợ chế tạo một không gian lớn tần mục ở trong bóng tối đi rất lâu vẫn không có đi tới cuối không gian rồng béo tần mục nói nhỏ phía sau không có tiếng nói trong lòng tần mục nhất thời kinh sợ hắn vội vàng dừng bước lại tâm niệm thoáng động nguyên khí hóa thành một ánh lửa soi sáng dung long kỳ lân và yên nhi không ngờ lạc đường ở trong bóng đêm ở đây thật sự quá tối không có sáng hắn cũng không hề biết long kỳ lân đi lạc lúc nào trên trán tần mục xuất hiện mồ hôi lạnh thầm nghĩ có yên nhi ở trên đầu của nó rồng béo nhất định không có việc gì nhưng vào lúc này phía xa truyền đến tiếng cười vạn vạo đầy quỷ dị của thiên long vương ta thấy người rồi tần mục vội vàng tắt ngọn lửa hắn phát động ma ảnh nguyễn ma công thân thể hắn trượt hóa thành một bóng đen dán trên mặt đất vu cái đầu cực lớn của thiên long vương lảo đảo bay ở phía trên hắn trong hai con mắt xuất hiện ánh sáng màu xanh lục bay về phía chỗ hắn tần mục thở phào nhẹ nhõm bóng tối chậm rãi chồng người lên tiếp theo rung lên, cái bóng không có độ dày đột nhiên lớn lên, khôi phục lại thân thể. Ta thấy ngươi, bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim, tiếng cười quái dị của thiên long vương từ phía xa truyền đến, đột nhiên lại có một tiếng hét thảm truyền đến, không biết là ai bị hán hại chết. Tần mục lấy lại bình tĩnh, cái đầu lớn của thiên long vương càng bay càng xa, cuối cùng không nghe thấy tiếng cười của hắn nữa, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tần mục lấy ra kiếm hoàn, tâm niệm hắn thoáng động, kiếm hoàn đột nhiên phân dài. Hóa thành vô số thanh phi kiếm lặng lẽ không một tiếng động bay trong bóng tối xung quanh hắn, bao phủ phạm vi khoảng trăm trượng. Ở trong bóng tối, hắn chậm rãi tìm cách tiến về phía trước. Phi kiếm cũng theo bóng dáng của hắn di chuyển. Những phi kiếm xuyên qua, tạo thành trận đồ đang không ngừng biến hóa. Mà vào lúc này, bên đỉnh nghỉ mát có một bóng dáng chậm rãi đi ra đến bên trong đình. Mộ Thu Bạch liếc mắt nhìn ra xung quanh, thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: Thiên Long Vương thi biến, truy sát thị nữ của ta trong lúc nhất thời hắn chắc chắn sẽ không trở lại cái đình nghỉ mát này ở đây mới là chỗ an toàn nhất ai hắn bỗng nhiên xoay người sắc mặt khẩn trương nhìn về phía bóng tối trong bóng tối có tiếng bước chân như có như không truyền đến tiếp theo là một thiếu niên cầm theo cái giường lọt vào tầm mắt của hắn mộ thu bạch thở phào nhẹ nhõm mỉm cười thản nhiên nói hóa ra là cao thủ bên cạnh mục thiên tôn ngươi không ngờ giống như ta trốn ở gần đây chắc hẳn ngươi cũng cho rằng chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất xem ra ngươi có chút trí tuệ thân thể người rất tốt, ta rất thích, tinh ngạn buông cái dương xuống, ánh mắt nóng bỏng quan sát hắn từ trên xuống dưới, giống như là thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật, cạch một tiếng, cái dương tự động mở ra, tinh ngạn vẫn đang nghiêng đầu quan sát mộ thu bạch, ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng, mộ thu bạch bị hắn nhìn như vậy, cảm thấy cực kỳ khó chịu, cười lạnh nói, chúng ta đã giao đấu ở trong lăng tiêu điện, không thể phủ nhận, người thật sự rất mạnh, chỉ có điều ngươi không ngờ được, ta chính là đệ tử của cổ thần thiên đế ta thuở nhỏ đi theo thiên đế bệ hạ tu hành thiên hạ đại đạo đều thuộc lòng người khiêu chiến với ta chính là tự tìm đường chết tinh ngạn vẫn đang quan sát hắn liên tục gật đầu lẩm bẩm nói đệ tử của thiên đế thảo nào thân thể luyện được tốt như vậy nguyên thần cũng mạnh như vậy đối phó với ngươi cần phải vận dụng thứ ta ép ở đáy hòm tần giáo chủ vẫn cho rằng ta đi nhầm đường vì mình trường sinh cướp đoạt tứ chi của người khác ta đi tới chỗ nào cũng bị người kêu đánh kêu giết nhưng bọn họ đều không hiểu ta trong dương đồ đã không còn nhiều thứ cất giữ hơn phần nửa đều bị mất ở trong đoạn thần cốc vào lúc này trong dương lại truyền đến một khí tức khủng khiếp tinh ngạn mỉm cười nói bọn họ cho rằng ta là vì trường sinh nhưng đây chẳng qua là lý tưởng thời kỳ không thể thành thần ta hiện tại có lý tưởng càng cao hơn trong dương một thân thể cực lớn chậm rãi bỏ ra ngoài đó là mấy chục cánh tay chân thần đầu và thân thể chân thần tạo thành quái vật khổng lồ nằm dạp ở nơi đó từng cái đầu hưng phấn nhìn chằm chằm vào bộ thu bạch ở trong lương đình Tinh ngạn đứng ở trên thân thể vị ba thần này, nhìn về phía mộ thu bạch, buồn bã nói, người, ta cất giữ, quái vật khổng lồ này bay lên trời, đánh về phía mộ thu bạch, trong đầu mộ thu bạch cảm thấy mờ mịt không hiểu, đang nói gì vậy, trong bảo khố của thiên đế cũng chưa từng có đại đạo như vậy, trong bóng tối, tần mục nghe được phía đình nghỉ mát truyền đến thần thông dao động, trong lòng hán thoáng động, lập tức theo dao động rời đi, đột nhiên, hắn dừng bước lại, phía trước có thần thông bạo phát ra, tia sáng chiếu ra, đạo thứ ba của địa mẫu nguyên quân giọng nói của yến khắp linh truyền đến đạo thứ nhất của đại nhật tinh quân đạo thứ hai của đế hậu đạo thứ mười sáu của thiên đạo người rốt cuộc là ai sao có thể nắm giữ những quy tắc đại đạo này từng sáng xé rách bóng tối tần mục nhìn về phía nơi đó chỉ thấy yến khắp linh gặp phải ngựa thiên tôn yến khắp linh có tu vi thực lực cực kỳ mạnh mẽ hắn cùng với yến khắp linh tranh đấu gần như đã bị nữ tử này lập tức đánh chết yến khắp linh bái cổ thần thiên đế làm sư đạo tổ chắc hẳn đã sửa sang lại đại đạo thiên hạ lại một lần sao những đại đạo này cho vị cổ thần thiên đế bởi vậy yến khắp linh biết rõ các loại đại đạo thần thông càng mấu chốt hơn chính là yến khắp linh còn nhận đến thiên đế trên truyền tu thành thần thông lớn đạo một thiên đế với uy năng vô cùng khủng khiếp nhưng đối diện nàng ngự thiên tôn càng thêm kinh khủng hơn yến khắp linh chỉ biết rõ các loại đại đạo thần thông ngự thiên tôn lại sử dụng các loại đại đạo thần thông lưu loát hạ bút thành văn mỗi một loại đều có khả năng thi triển ra hết sức tinh diệu mỗi một loại đều có uy lực đáng sợ có thể tương đương với bản thân cảnh giới cổ thần thi triển ra yến khắp linh rơi vào thế hạ phong nàng đột nhiên nghiêm túc quát một tiếng cuối cùng thi triển ra thần thông lớn đạo một của cổ thần thiên đế giờ phút này đạo pháp quy tắc bạo phát ra giống như thiên đế đích thân tới dao động khủng khiếp đánh về phía ngự thiên tôn trong cùng lúc đó ngự thiên tôn thi triển ra thần thông lớn đạo một tương tự ở yến trong ánh mắt kinh hoàng của khắp linh hai loại thần thông lớn đạo một va chạm trong nháy mắt thần thông bắn ra tia sáng soi khắp phạm vi mấy trăm dặm toàn thân yến khắp linh đẫm máu ngã về phía sau đột nhiên thân thể nàng thoáng một cái hóa thành một con yến tử lông đen bụng trắng vỗ cánh rời đi ngự thiên tôn vừa đuổi theo hai bước hắn đột nhiên dừng bước xoay người nhìn về phía bên tần mục ánh mắt tần mục cùng hắn gặp nhau không trung dường như có hai nắm đấm vô hình hung hăng va chạm vào nhau khiến cho không khí giữa hai người xuất hiện một trận cuồng phong ta nhìn thấy các ngươi hắc 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 trong không trung một cái đầu cực lớn đang bay với tốc độ rất nhanh bay về phía bên này tần mục đưa tay làm ra một tư thế mời Ngư Thiên Tôn mỉm cười, hai người đi về phía trước, một ánh sáng của thần thông lớn đạo một ảm đạm xuống, hai người biến mất trong bóng tốt, vẫn tiếp tục đi về phía trước, trong bóng tối có thi khí tanh hôi vọt tới, đầu lớn của Thiên Long Vương từ không trung bay tới, cười hì hì nói, nhìn thấy các người, tần mục cùng ngự Thiên Tôn vẫn đi về phía trước, Ngư Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, đi trong bóng tối, năm đó giao chỉ đánh một trận, người khiến cho thiên hạ chấn động kinh ngạc, thì hiện ra thần thông vô song khiến người ta phải khâm phục, đến nay nhớ lại thần thông của ngươi vẫn có thể xem như là không tệ. Tần Thiên Tôn ta đã thấy qua, sau khi hắn trưởng thành lên, tài nghệ trấn áp đương đại, đáng tiếc thời gian tu luyện hắn quá ngắn. Chân của Tần Mục trầm ổn, trầm giọng nói, ngươi bây giờ chẳng qua là mượn một thân thể không hoàn mỹ đến đây, tu vi thực lực cũng không mạnh mẽ là mấy, với ta mà nói giết ngươi không tính là quá phiền phức. Ngự Thiên Tôn cười ha ha nói, ngươi cho rằng thần thông của thiên đình vẫn đứng nguyên, không có đi tới sao, ngươi quá ngây thơ rồi, từ lâu, thần thông của thiên đình tiến bước đến tình trạng ngươi không có cách nào tưởng tượng được. Trăm vạn năm qua, mục thiên tôn, hiện tại đã cách giao chỉ thịnh hội ngươi xưng hùng là trăm vạn năm, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi trăm vạn năm qua thần thông rốt cuộc phát triển đến một bước nào. Hắn châm chọc nói, ngươi vẫn mê mẩn ở trong huy hoàng của ngươi từ trăm vạn năm trước, cái gọi là ếch ngồi đáy giếng chính là để hình dung về ngươi. vu một cái đầu rồng cực lớn chen đến giữa hai người, xung quanh đầu của thiên long vương có thi khí màu xanh bốc lên, hai tròng mắt ắt một trái một phải nhìn về phía hai bên trong miệng chảy ra nước thi tanh hôi cười hì hì nói ta nhìn thấy các người tần mục cùng ngự thiên tôn gần như đồng thời trở nên hung bạo cách cái thi đầu rồng cực lớn công kích về phía đối phương cái đầu cực lớn của thiên long vương lơ lửng ở giữa hai người cái đầu của long vương này đã thi biến trở nên xanh lét cho dù là dâu rồng thật dài đã biến thành màu xanh lục với nước thi không ngừng tí tách nhỏ xuống thần thông của tần mục và ngự thiên tôn cách cái đầu của thiên long vương bạo phát ra tần mục giơ tay lên nắm một thanh phi kiếm xoay quanh một kiếm đâm ra vô số phi kiếm xung quanh hắn theo một kiếm này lưu chuyển kiếm lướt qua sát đầu của thiên long vương trên mỗi một thanh phi kiếm đều có dính độc thi thời điểm phi kiếm của hắn ở đi tới bên đầu của thiên long vương phi kiếm màu xanh lục hóa thành kiếm trận nhấn chìm ngự thiên tôn mà trong cùng lúc đó ngự thiên tôn trực tiếp vận dụng thiên đạo thần thông thiên đạo thứ 49, 49 loại thiên đạo bị hắn phát động hóa thành 49 loại thần thông với hình thái khác nhau huyền đô trên thân thiên công có vô số thần ma ngày đêm quan sát đo lường thần thông thiên đạo đã bị thiên đình mò ra được bảy tám phần thân thể thiên công cũng bị thiên đình cơ cấu ra thần thông thiên đạo cũng bị thôi diễn ra tần mục chỉ từ trong tinh thể thiên hòa hình lăng trụ suy luận ra thiên hòa đại đạo thiên đình lại suy luận ra các thiên đạo khác từ lâu chỉ là có thiếu sót duy nhất là thiên đình thiên đạo chỉ dùng thuật số vĩ mô tới xây dựng thiếu trình độ xây dựng trên vi mô ngự thiên tôn thi triển thần thông thiên đạo chia làm hình thái thần thông khác nhau có thiên cương giống như lưới, có thiên hỏa tinh lâu, có thiên khất giống như thuyền, thiên kỷ giống như tấm bia, bầu trời giống như cái nắp, thiên dương như mặt trời, thiên âm giống như mặt trăng, thiên huyệt giống như vực sâu, các loại thần thông thiên đạo bất chợt tập trung lại, hóa thành một ấn, tạo thành phù văn thần thông, phù một tiếng không ngờ chúng xuyên qua trong đầu của thiên long vương, hình như không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đánh về phía tần mục, thần thông của hai người bọn họ không gặp nhau mà trước tiên công kích về phía bản thể của đối phương muốn giết chết đối thủ trước tiên bởi vì giữa bọn họ vẫn còn cái đầu thi biến của thiên long vương mặc dù thiên long vương lúc này đần độn biến thành thi yêu nhưng thực lực vẫn còn nếu thi yêu xuống tay với bọn họ ai cũng không ngăn cản được bởi vậy diệt diệt đối thủ trước tiên mới có thể bảo đảm mình toàn thân trở ra thiên đạo ấn giống như đích thân thiên công đi tới có một loại cảm giác trùng trùng điệp điệp thiên uy cái thế không gì có thể địch nổi mà ở bên này của đầu thiên long vương tần mục trực tiếp đối diện với thiên đạo thần thông đột nhiên xé ra lá liễu ở mi tâm con mắt thứ ba mở ra, ánh mắt thông thủy như vực sâu. Thân ta đã ở chỗ u đô, mà khi u đô tối tam cuồng bạo tuôn ra, chỉ một thoáng hắn dường như trầm luân ở trong bóng tối của u đô. Trên đỉnh đầu tần mục có ngọn lửa hừng hực, đó là hai sừng ma do cửu u hoàng tuyền hình thành. Hắn giống như là thổ bá từ u đô đi ra, phát động đại đạo của u đô, đại đạo quy tắc u đô hóa thành vô số sợi dây xích quấn ở trên người của hắn. Tần mục mang theo sợi dây xích, lộ ra bàn tay nghênh đón thiên đạo ấn. Bên kia quy năng của kiếm trận bạo phát vô số phi kiếm lấy tần suất quỷ dị nhảy lên mỗi một chiêu đều là kiếp kiếm thức thứ hai để kiếp nhưng tất cả phi kiếm biến mất xuất hiện hình thành kiếp vừa vặn tạo thành trận pháp khác nhau kiếm đạo của hắn có tổng cộng hai trang khai kiếp đề kiếp ẩn chứa cách nhìn kiếm đạo cũng không giống nhau tuy nhiên khai kiếp kiếm đề kiếp kiếm vốn đều rất đơn giản ẩn chứa đạo lý tuy rằng rất sâu nhưng kiếm chiêu lại hết sức giản lược hiện tại bất kỳ một thanh vi kiếm nào thi triển đề kiếp kiếm cũng vô cùng đơn giản giản lược nhưng các chiêu đề kiếp kiếm khác nhau ghép lại cùng một chỗ, lại là kiếm trận vô cùng phức tạp. Hơn nữa sau mỗi lần chớp động biến thành kiếm trận, không ngờ cũng hoàn toàn khác biệt. Đây chính là kết quả sau mấy ngày hắn theo người mù học tập thành quả cải cách duyên khang. Cải cách duyên khang ở trên con đường trận Pháp có rất nhiều thành tựu, hơn nữa loại thành tựu này là thành lập ở trên thành tựu trận Pháp cơ sở của thời đại khai hoàng. Người mù chính là người góp lại trận Pháp duyên khang, hắn là chủ đạo trong con đường cải cách trận Pháp duyên khang cùng rất nhiều chi sĩ đầy lòng nhân ái vận dụng đạo trận pháp cho dân sinh, cải thiện dân sinh, tần mục lại sử dụng trận pháp ở trên thần thông chưa pháp của mình, ở trong đề kiếp kiếm tăng thêm trên trận pháp biến hóa, Ngư Thiên Tôn rơi vào trong đề kiếp kiếm trận không ngừng biến hóa, khí thế đột nhiên thay đổi, phía sau hắn có một đạo thần kiều lướt ngang qua không trung, nguyên thần sừng sững ở điểm cuối thần kiều, trước nam thiên môn, phía sau hắn là thiên cung trùng trùng điệp điệp nổi lên, hình thành một mảnh thiên đình mênh mông với ánh sáng màu vàng chói lòa tràn ngập thiên đình 36 tầng trời, 72 tòa điện, cao nhất trong 72 bảo điện chính là lăng tiêu bảo điện, nơi đó có quang diễm tầng tầng lớp lớp cùng vô số dị tượng bốc lên, hóa thành một vị cổ thần thiên đế đội trời, đạp đất đang ngồi, vạn đạo chí tôn, vạn đạo hợp làm một, ngự thiên tôn giơ tay lên ấn một cái, nghênh đón để kiếp kiếm trận của tần mục, kiếm trận uy năng bạo phát, nhưng uy năng kiếm trận của một đạo thần thông này nghênh đón hắn sống như rơi vào vũng bùn, vô số phi kiếm bị trói chặt, kiếm trận lập tức trở nên tán loạn ngự thiên tôn bạo phát ra thần thông vô số phi kiếm biến thành kiếm trận bị phá thành mảnh nhỏ sau khi ngự thiên tôn phá trận hắn bay lên không trung lại thấy dâu rồng màu xanh của thiên long vương cuốn về phía hắn nhiều lần bay sát tới bên cạnh hắn bên kia tần mục đánh ngát thần thông lớn thiên đạo của hắn sau đó lập tức nghiêng người thân thể tần mục đột nhiên trở nên dẹp xuống cực hạn hắn đứng ở trong đó dường như chỉ là một vạch đen dung hòa cùng bóng tối dâu rồng của thiên long vương vù vù đi qua không có va chạm vào hắn trong mắt của cái đầu lớn long vương này đào quanh đứng ở trước vạch đen này lại không nhìn thấy được tần mục ở nơi nào một chiêu này là do tần mục học được từ trên người ban công thố trong lúc chạy chối chết vào ngụy trang ban công thố đứng đầu thiên hạ hắn đứng thứ hai thì không có ai đứng thứ nhất đúng rồi ngươi còn là thần tử u đô trên đầu thiên long vương ngựa thiên tôn nhanh chóng chạy vội đến cười nói sử dụng đại đạo u đô đối đầu với thiên đạo đối với ngươi cũng không có khó khăn gì sâu rồng của thiên long vương bỏ qua tần mục cắm về phía ngự thiên tôn đang chạy nhanh ở trên đầu mình thân hình của ngự thiên tôn giống như quỷ mị tránh né từng dâu rồng công kích dâu rồng này lúc mềm lúc cứng rắn không ngờ cắm xuyên qua từng mảnh vầy rồng lộ ra thịt thối ở dưới vầy rồng cùng lúc đó phi kiếm bay tán loạn đột nhiên gào thét bay tới trong vạch đen kia có một bàn tay thò ra nghênh đón phi kiếm vỗ một cái độc thi trên phi kiếm bay về phía sau lộ ra bản thể sáng người của phi kiếm đinh 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 có tiếng va chạm không dứt vang lên phi kiếm trở về hóa thành kiếm hoàn bị tần mục nắm trong tay đầu của thiên long vương xông lại mở cái miệng lớn ra thì khí tanh hôi phun ra một miệng nuốt hết tần mục ở trong nháy mắt khi hắn ngậm tần mục vào trong miệng phù văn truyền tống bạo phát đợi cho cái miệng lớn của hắn khép lại ánh sáng truyền tống hiện ra tần mục biến mất trong phút chốc ngự thiên tôn đang chạy nhanh ở trên đầu của thiên long vương đột nhiên có ánh sáng hiện ra tần mục đâm một kiếm về phía giữa lưng hắn thân thể của ngự thiên tôn đột nhiên thay đổi hóa thành hình đầu chim thân người sau đầu hắn có hào quang như một vòng mặt trời lớn mặt trời lớn chìm xuống khiến cho một kiếm này của tần mục đâm vào trong hào quang của mặt trời lớn thanh thần kiếm này lập tức bị theo đốt đỏ ửng không ngừng có nước kim loại chảy xuống hai chân của tần mục phát lực cầm kiếm đâm thẳng về phía trước ngựa thiên tôn dùng sức điên cuồng chạy về phía trước hai người đang chạy vội trên cái đầu thi biến của long phương mỗi một bước đều vô cùng nặng nề thân thể của tần mục lay động lại có hai cái đầu nhanh chóng được mọc ra có bốn cánh tay khác từ dưới nách chui ra bàn tay thiên biến vạn hóa cuối cùng hóa thành kiếm chỉ từng cái điểm tại mi tâm kiếp kiếm thức thứ nhất khai kiếp kiếm chỉ của hắn điểm ra ba đạo kiếm chỉ điểm ở trên thần kiếm quy năng thần kiếm lập tức bạo phát ra ngự thiên tôn kêu rên hào quang mặt trời lớn bị đâm xuyên qua đột nhiên thân thể hắn lại một lần nữa biến đổi hóa thành một vị thần nữ hắn vốn đưa lưng về phía tần mục lúc này hóa thành thần nữ đồng thời đầu thân thể hai tay hai chân không ngờ đồng thời biến hóa về phía sau biến thành hình thái quỷ dị mặt đối mặt với tần mục hai tay nàng giữ lấy thần kiếm đang về phía đâm tới ngực của mình trong hai tay không ngờ hình thành một vực sâu không đáy vực sâu quy khư đây là vòng xoáy cực lớn điên cuồng xoay tròn trong bóng tối sâu không lường được phù một tiếng khiến cho khai kiếp kiếm của tần mục tiến vào trong vực sâu kể cả tần mục cũng bị nuốt vào tần mục bị thần thông quy khư của hắn nuốt hết xung quanh có vô số phù văn xoay tròn hắm lại một lần nữa thì triển ra thần thông truyền tống bay ra Ngự Thiên Tôn giơ tay lên nâng trời, vô số tinh quang trên bầu trời nổ tung, vô số ngôi sao hội tụ thành ngân hà, hóa thành thiên la địa võng. Thân hình của Tần Mục mới vừa từ trong ánh sáng của dòng chảy truyền tống hiện lên, lập tức bị thiên la địa võng treo lại. Trong lúc nhất thời hắn không có cách nào tránh thoát, hắn lại một lần nữa thi triển thần thông truyền tống, đột nhiên lại có tiếng sấm chớp rền vang, lại một lần nữa hắn lại bị thiên la địa võng treo lên. Thân hình của hắn liên tục né tránh, lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị thiên la địa võng bắt. Hai tay của Ngự Thiên Tôn tung bay, thiên la địa võng càng dệt càng kín vô số tinh quang tập trung càng lúc càng dày đặc tần mục ở trong thiên la địa võng chấp hiện không ngừng không gian hắn có thể xê dịch lại càng lúc càng hẹp ai có thể tinh thông tất cả đại đạo thần thông của cổ thần ngự thiên tôn đột nhiên hóa thành khuê mộc lang tinh quân với hình đầu sói thân người bay lên trời tránh dâu rồng của thiên long vương công kích trực tiếp chạy về phía tần mục người nói chỉ có ta chỉ có bộ thân thể này thiên lang khiếu nguyệt hắn hú lên một tiếng ngân dài trong miệng có ánh sáng hóa thành dòng nước lũ đánh về phía tần mục trong thiên la địa võng thần kiếm trong tay tần mục đột nhiên hóa thành một cây bút ngòi vàng bút ngòi vàng rơi ra ở trong thiên la địa võng vẽ ra một cánh cửa hắn mở rộng cửa rời đi thần thông thiên lang khiếu nguyệt đánh vào trong cánh cửa lại không có một tiếng động nào ngự thiên tôn kinh ngạc phi thân nhảy vào trong cánh cửa cười nói thần thông đại đạo của hạ giới càng lúc càng thú vị hắn vừa nhảy vào cánh cửa này dâu rồng thiên long vương cũng xuyên vào tiếp theo dâu rồng khống chế hai bên cánh cửa này cái đầu lớn xanh lét của thiên long vương đi trong cửa chen cười hì hì nói ta nhìn thấy các người rồi người thiên tôn phóng người nhảy lên hóa thành chu tước cánh mở ra rộng tới mấy trăm trượng hắn vũ cánh bay né tránh công kích của thiên long vương lại thấy phía trước tần mục cầm bút ngòi vàng trong tay bút ngòi vàng rơi xuống một mảnh thiên cung hiện ra tần mục chạy như bay ở trong thiên cung nét bút như rồng bay phượng múa hắn còn không chỉ vò tới trước theo bút ngòi vàng của hắn vung ra tầng tầng lớp lớp không gian phía trước không ngừng hiện rõ Tiếp theo, một thiên hà ở dưới ngòi bút của hắn chảy ra, lũ lụt ngập trời từ trên cao rơi xuống, lao nhanh đến chỗ Chu Tước do Ngự Thiên Tôn biến thành. Tốc độ Chu Tước bay quá nhanh, không kịp né tránh, thân thể đột nhiên xoay tròn, đợi cho tới lúc thiên hà vò tới trước mặt, hắn đã từ Chu Tước hóa thành Huyền Vũ, Huyền Quy giết gào, đạp sông rời đi, rắn vòng quanh thân, cánh chim vỗ mạnh khiến tốc độ nhanh hơn, mà ở phía sau của hắn, cái đầu lớn thi biến của Thiên Long Vương đã bị thiên hà trùng kích, trên gương mặt đầy nước thiên long vương giận dữ mở cái miệng lớn ra dùng sức hút một cái thiên hà từ cổ hắn chảy ra thiên long vương mở cái miệng lớn ra dọc theo nước sông vọt tới trước ngựa thiên tôn sắp đuổi kịp tần mục đột nhiên chỉ thấy tần mục vẽ ra một thiên toa hắn lao vọt tới nhảy đến trong thiên toa hai đầu thiên toa đều nhọn vù vù bay lên bên trong thiên toa tần mục cầm bút múa một vị thần chỉ với thể phách khổng lồ xuất hiện ở dưới ngoài bút của hắn đó là thiên đế thời điểm tần mục vẽ được mắt của thiên đế vén mắt thiên đế lên ngồi thiên toa vọt vào ngự thiên tôn vừa muốn cùng hắn vọt vào lại phát hiện va chạm vào phía trên mắt thiên đế người đâu trong lòng ngự thiên tôn thầm cả kinh phía sau cái đầu lớn của thiên long vương đã vọt tới thân hình tần mục xuất hiện ở trong quan trài treo hắn thả người nhảy xuống thiên toa khi xoay người lại chỉ thấy phía sau hắn là một bức thiên cung đồ dựng đứng trong bóng tối chớp động ánh sáng u ám tần mục vung bút trong tay bút hóa thành kiếm hoàn tiếp theo kiếm hoàn bắn ra hình thành kiếm hải mênh mông bố trí ở xung quanh thiên cung đồ thân thể của tần mục thoáng lắc một cái hóa thành hình thái thần từ u đô bóng tối tràn ngập hắn đưa bàn tay ra nắm lấy thiên cung đồ dùng sức run lên không gian bên trong lập tức chôn vùi thiên cung đồ vị chôn vùi đồng thời uy năng kiếm trận bạo phát trong kiếm trận chuyển đến tiếng gào thét của thiên long vương và ngự thiên tôn kiếm quang như nước thủy triều điên cuồng phun ra bao phủ lấy bọn họ nhưng hai người này nhưng ở trong kiếm quang như ẩn như hiện gần phá được trận đột nhiên đầu lớn thi biến của thiên long vương lao ra khỏi kiếm trận nhanh như chớp một đường không biết tới đâu ngự thiên tôn theo sát phía sau thiên long vương mà hắn vừa lao ra khỏi kiếm trận đột nhiên thân thể cảm giác cứng đờ nhận thấy được sát ý phía sau hắn xoay người lại chỉ thấy thiên hà phía sau lưng tần mục đổ nát thiên cung như ẩn như hiện nguyên thần của tần mục đứng ở trên thiên hà trong tay cầm một thanh bảo kiếm chân đạp thiên hà từ trên bầu trời lao nhanh xuống một kiếm kéo tới thời điểm ngự thiên tôn nhìn thấy được một đường kiếm quang này kiếm quang đã đi tới mi tâm của hắn đợi tới khi hắn thấy rõ toàn cảnh nguyên thần của tần mục đã một kiếm đâm thủng đầu của hắn xuất hiện ở phía sau hắn kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người